Hello, xin chào tất cả quý anh chị Sau một cái chuỗi ngày ảm đạm của thị trường và sau một cái chuỗi ngày rất là đau khổ của quý anh chị nhà đầu tư chứng khoán trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại thì hôm nay chúng ta lại chứng kiến một cái phiên rung lắc cao độ từ đầu đến cuối phiên của thị trường chứng khoán Việt Nam đặc biệt là những cái giây phút cuối của cái thị trường khi mà sau 2 giờ thị trường có nhịp phục hồi rồi lại đạp đạp rồi lại phục hồi liên tục như vậy Vậy thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích về cái trạng thái của thị trường trong bối cảnh thời điểm hiện tại để mọi người có một cái góc nhìn tổng quan hơn, một góc nhìn sâu sắc hơn coi liệu thị trường hiện tại có phải tạo một cái dạng trạng thái về mô hình hai đỉnh và nó đang bắt đầu một cái quá trình rơi hay không hay là thị trường này nó đang tạo ra những cái trạng thái rung rũ để bắt đầu cho một cái chu kỳ mới, đúng không? Cũng chào mừng tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh Đầu tư nghiêm túc ông toàn vlog thì uh, chúng ta cùng nhìn lại cái thị trường ngày hôm nay một tí đi anh chị ha đấy trong các video trước cũng như là cái quan điểm của hệ thống ông toàn vlog vẫn chưa thay đổi về cái thị trường thời điểm hiện tại đó chính là một cái trạng thái về thị trường sideways hướng xuống như trên cái hình của anh chị thì gọi là cái chạc đầu thị 10 phút thì mọi người thấy cái gì là cái thị trường nó đang có cái xu hướng là hướng xuống khi mà nó thiết lập các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước các đáy sau thấp hơn đáy trước tuy nhiên hôm nay khi thị trường nó có dấu hiệu rơi khỏi những cái vùng tích lũy sai quay hướng xuống như ở trên hình là cái vùng này này cả nhà thì bắt đầu nó có những cái dấu hiệu gì tạo ra những cái vùng rung lắc rất là mạnh ví dụ nè hôm qua nó rơi rất là mạnh này rơi khỏi cân này sau đó nó phục hồi lên cân trong sáng hôm nay nè rồi quay trở lại thủng cả đáy rồi lại phục hồi lại cân trên line rồi lại rơi ngược trở lại rồi lại phục hồi trở lại đấy mọi người thấy cái gì nó tạo ra một cái quá trình rung lộ rủ rất là lớn vậy thì cái quan điểm cá nhân của hệ thống ông Tàu Vlog vẫn không thay đổi về cái thị trường này đó chính là một cái giai đoạn sideways hướng xuống và khi thị trường chúng ta sideways hướng xuống thì mọi người phải để ý giúp em những cái trạng thái về cái việc cổ phiếu nó có thể quay về những cái vùng phía trên đấy bất cứ lúc nào, rồi nó có thể hướng xuống ở bất cứ lúc nào. Đấy nên là khi trong cái trạng thái này thì cái việc của anh chị em không phải là đi phân tích cái chỉ số thị trường, không phải đi à, à xem thử thị trường hôm nay tăng hay giảm hoặc là dự báo cái thị trường, bởi vì trong một cái giai đoạn mà thị trường sideways hướng xuống như thế này này, thì cái việc dự báo thị trường nó quá rủi ro đi. Bởi vì sao vậy cả nhà? Bởi vì sideways hướng xuống nó thể hiện cái vấn đề chính là cái lượng cung trên thị trường nó còn rất nhiều, và khi lượng cung trên thị trường nó còn rất nhiều như vậy á thì rất có thể nó sẽ tiếp tục gì? Tiếp tục uh, loanh quanh vùng này thêm một cái thời gian nữa là điều hết sức bình thường. Nhưng mà cái nhiệm vụ của anh chị em trong cái giai đoạn này, đó chính là thứ nhất phải thu gọn được cái danh mục của mình với những cái cổ phiếu yếu, thứ hai là phải tập trung được danh mục mình vào những cái cổ phiếu mạnh trên thị trường. Bởi vì rất có thể những cái cổ phiếu nó đi lên trong cái giai đoạn thị trường sideways hướng xuống như thế này nè sẽ là những cái cổ phiếu mạnh nhất trong cái giai đoạn tiếp theo của thị trường đấy bởi vì chúng ta xác định đây là giai đoạn tích lũy của thị trường chứ không phải là phân phối nên là mọi người cũng phải cảnh giác với những cái vấn đề đó mọi người nhé rồi quay trở lại cái thị trường một chút này anh chị thấy cái gì khi thị trường nó rung rủ nó tạo những cái vùng này thì nó đang tạo cho cái thị trường một cái vùng biên ở phía dưới phía dưới cái trên line đấy ví dụ như ở đây nè cổ phiếu nó có xu hướng là quay về cái trên line dưới rồi phục hồi về trên line trên thì thời điểm hiện tại cũng như vậy nhưng mà vì cái áp lực bán vì cái yếu tố về tâm lý nó quá nặng đi và vì cái việc mà lượng cung trên thị trường nó còn rất là nhiều nên khi thị trường nó về những cái vùng đáy này nó tạo ra những cái cú rung rũ liên tục liên tục và sau đó nó kéo rút chân thì cái xác suất rất cao thì thường ngày mai hoặc là trong một vài phiên sắp tới thị trường nó sẽ có xu hướng quay về những cái vùng biên trên để tiếp tục tết cung tết cầu ở vùng đó hoặc loanh quanh trong cái vùng biên này trong một thời gian nữa trước khi um, thị trường chúng ta tích lũy xong và xác nhận một cái chu kỳ tiếp theo đúng không cả nhà và trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại thì nó thật với anh chị là cũng không biết phân tích gì thêm bởi vì mọi thứ em phân tích em đã giúp anh chị phân tích trong rất nhiều những video trước đó từ cái việc mà thị trường nó sideways à, từ việc thị trường nó tạo vùng cân bằng trên nó sideways hướng xuống đến cái việc mà chúng ta phải chọn những cái cổ phiếu mạnh nhất trong ngành đến cái việc mà chúng ta phải cơ cấu những cái cổ phiếu yếu để sang đánh những cái cổ phiếu mạnh trong thời điểm hiện tại thì gần như em đã phân tích hết cho nhà đầu tư rồi và thị trường nó vẫn đang vận động theo những cái yếu tố như vậy và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhìn lại những cái cổ phiếu mạnh những cái dòng cổ phiếu mạnh trên thị trường cũng như là những cái cổ phiếu yếu trên thị trường mà có cơ hội cơ cấu anh chị phải cơ cấu ra mọi người nhé rồi đầu tiên à, chúng ta sẽ đi phân tích vẫn là cái dòng chủ đạo của hệ thống ông toàn vlog thôi đó chính là dòng chứng khoán thì mọi người thấy cái gì không cái dòng mạnh thì nó vẫn là mạnh cái dòng mạnh thì nó vẫn là vô địch và cái việc mà khi thị trường chung điều chỉnh mà những cái cổ phiếu nó giữ được những cái vùng trên cao hơn này thì em cũng xin thưa với anh chị là trong cái bối cảnh này thì không có cái độ phô mô hưng phấn nào ở đây đâu thị trường nó sao quay nó hướng xuống nó đạt như vậy nó thể hiện những cái yếu tố về chán nản cao độ nó thể hiện những yếu tố về hoảng loạn rất nhiều và khi mà thị trường nó thể hiện những yếu tố đó thì những cái cổ phiếu nó trên cao như thế này nó nó sẽ đánh lên một một đến hai nhịp nữa có nghĩa là cổ phiếu này nó không có đường lui rồi nó đang là những cái cổ phiếu tốt nhất trên thị trường nên cái việc của anh chị là phải nhìn nhận được những cái dấu hiệu như vậy để chúng ta không còn phải sợ hãi đối với cái bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại và cố gắng nắm giữ cho nó thật là tốt bởi vì nếu em đoán không nhầm thì ngày mai những cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu vượt đỉnh và tiếp tục đi lên đấy và những cái cổ phiếu này anh chị nhìn đi dòng chứng khoán nó đang tạo ra những cái mô tiếp về sẵn sàng để đi lên đó cả nhà ví dụ như là VND này mọi người nhìn thấy gì những cái mô tiếp về kiệt về thanh khoản ở đây nè nó bám những cái đường EM10 như thế này nó đi lên là nó sẽ đi lên rất là mạnh anh chị nhá đấy đặc biệt là nếu thị trường của chúng ta mà có dấu hiệu gì dấu hiệu quay về những cái vùng biên trên đây nè thì gần như những cái dòng cổ phiếu về chứng khoán những cái dòng cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường nó sẽ tạo ra những cái bước ngoặt tạo ra những cái cú bùng nổ và tiếp tục đi lên và đây gọi em gọi tắt nó gọi là cái giai đoạn chạy nước rút của dòng chứng khoán bởi vì giai đoạn này mọi người sẽ thấy có một cái đặc điểm chính là cái dòng chứng khoán nó bắt đầu nó mở những cái biên độ tăng tốc rất là lớn khi các cổ phiếu xuất hiện những cái phiên trần đầu tiên ví dụ SSI xuất hiện phiên trần đầu tiên và nó giữ được cái giá ở phía trên Đấy, vậy thì những cái cổ phiếu này gọi là giai đoạn tăng tốc mạnh nhất và đối với tất cả mọi cái hệ thống á, thì cái tư duy đánh sóng ngành là cái tư duy rất là quan trọng ví dụ như là trong vòng khoảng mấy tháng trước em có tư duy anh chị về tư duy đánh sóng ngành lại chủ yếu để làm gì cả nhà để bắt cho bằng được cái nhịp chạy nước rút này của con sóng ngành và trên thị trường thì em đánh bao nhiêu năm nay cũng như là em nghiên cứu uh, sóng ngành từ năm 2012 tới giờ em rút ra được một cái cái nhận xét đơn giản thôi cả nhà tất cả con sóng ngành nào á trước khi kết thúc một cái chu kỳ nó đều có những cái giai đoạn chạy nước rút và giai đoạn chạy nước rút chính là giai đoạn mà ăn ngon nhất ăn nhiều nhất và ăn phê nhất của một cái con sóng đấy của một cái ngành của một cái thị trường và nếu anh chị mà bỏ qua cái dòng chứng khoán trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại và cái thời điểm sắp tới á, thì đúng là một cái điều rất tiếc nuối cho cái chu kỳ uptrend của thị trường giai đoạn tới thời điểm hiện tại là đã à, đã mấy tháng trời rồi cả nhà đã 4 năm tháng rồi nó không còn ít nữa đúng không rất là tiếc cho anh chị nào mà không đánh được những cái dòng cổ phiếu như vậy đấy hay là vnd này vnd này và khi mà chúng ta đánh những cái dòng cổ phiếu chứng khoán thì để được đánh được cái sóng ngành thì mọi người phải lưu ý nè trong một cái con sóng ngành thì gần như không phải lúc nào anh chị vẫn có thể mua được cổ phiếu mà chúng ta chỉ có những cái điểm mua nhất định. Ví dụ như là trong 5 tháng vừa qua chúng ta đánh vào chứng khoán thì gần như nó chỉ có vài cái điểm mua thôi. Ví dụ điểm mua số 1 này, điểm mua số 2 này. Rồi sau đó cổ phiếu loan quan này xuất hiện điểm mua số 3 này, rồi điểm mua số 4 này. Ví dụ như cổ phiếu này nó chỉ có bốn cái điểm mua như vậy hay là những cái cổ phiếu như SSI mà em cho anh chị mua thì có bao nhiêu điểm mua cả nhà? Nó có một điểm mua này, hai điểm mua này. Đấy, ba điểm mua này. 4 điểm mua này Đấy 5 điểm mua Nó chỉ có loanh quan khoảng 5 điểm mua như vậy Nên là trong 5 tháng chỉ có 5 điểm mua Thì cái việc của anh chị là phải hiểu được Cái sức mạnh của sóng ngành Để làm sao đi chăng nữa Mọi người có mua con này mua con kia mua con khác đi chăng nữa Thì mỗi lần dòng chứng khoán nó xuất hiện những cái điểm mua Thì mọi người vẫn phải cơ cấu những cái cổ phiếu yếu hơn Hoặc là những cái cổ phiếu thuộc dòng yếu hơn Để chúng ta tập trung đánh on in vào những cái cổ phiếu trong sóng ngành lúc đó nó mới tạo ra được một cái hiệu quả đi vốn đấy gọi là đánh dồn dọc. đánh dồn tiền nên là cái vấn đề của anh chị là gì vấn đề là chúng ta có nhận diện được cái dòng nào mạnh nhất trên thị trường để bắt đầu xây dựng một cái kế hoạch đi vốn vào cái dòng đó hay không ví dụ như là mọi người có thể ở dưới thị trường này nè anh chị không cần phải đánh sóng sóng ngành chứng khoán mà mọi người có thể mua bất kỳ cổ phiếu nào nhưng mà khi bắt đầu đi lên rồi, thị trường đi lên rồi, dòng chứng khoán bắt đầu đi lên rồi thì mọi người phải xác định lại cái tư tưởng ngay từ ban đầu, nghĩa là mình phải xác định được là à, cái dòng nào đang là mạnh nhất thị trường. Mà cái vấn đề này em nói đi nó lại rất 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 nhiều cho quý anh chị. Khi xác định được cái dòng mạnh nhất thị trường thì cái dòng đó luôn được ưu tiên không có đồng nghĩa với cái việc là ngày nào anh chị cũng sẽ mở mua đối với cái dòng đó mà cái dòng đó nó sẽ được ưu tiên khi mỗi lần thị trường nó xuất hiện cái điểm mua giả sử như RSI ở đây nó xuất hiện điểm mua thì mọi người phải nhận diện được những cái cổ phiếu trong dòng này là mạnh nhất nên là mọi người phải gì phải cơ cấu những cái cổ phiếu trong danh mục ra để mua những cái cổ phiếu này hay là vừa rồi á, những cái cổ phiếu như FTS này, khi thị trường nó giảm 55 điểm em tư vấn cho anh chị là gì là chúng ta sẽ thu gọn danh mục Thu gọn danh mục, tập trung đánh dòng leader, đánh dòng chứng khoán Và giai đoạn này anh chị phải dồn toàn bộ Đánh tập trung toàn bộ tiền mình có vào những cái cổ phiếu dòng chứng khoán Đúng cả nhà, ở những cái vùng như thế này Hoặc là ngay cả vùng trên đây thì em cũng nói anh chị là gì Chúng ta nhìn thấy cái rủi ro của thị trường chung Nên là chúng ta phải thu gọn danh mục, cơ cấu hết sang dòng chứng khoán bởi vì dòng chứng khoán nó là mạnh nhất nên là những cái cổ phiếu mạnh nhất nó là an toàn nhất. Nó sẽ bất chấp những cái nhịp điều chỉnh của thị trường Thì lúc đó chúng ta sẽ cơ cấu được vào Và chúng ta sẽ đánh on in được vào những cái cổ phiếu dòng chứng khoán Từ đó nó tạo ra cho anh chị những cái mức độ sinh lời rất là tốt Đặc biệt là tạo ra cho nhà đầu tư những cái trạng thái tâm lý cực kỳ thoải mái Ví dụ như anh chị thấy không Trong những cái phiên ngày hôm nay Mặc dù thị trường nó lao đao, nó tâm lý cực kỳ các cổ phiếu dòng bất động sản, những cái cổ phiếu dòng khác nó rơi lên rơi xuống, nó nó dập dìu, nó kinh kinh khủng khiếp. Nhưng mà mọi người mà ôm dòng chứng khoán á, mọi người hiểu được những cái nguyên lý là đi vốn vào, đi vốn lớn nhất được vào những cái dòng đó anh chị sẽ cảm thấy yên tâm cực kỳ. Bởi vì sao vậy cả nhà? Bởi vì nguyên lý của một cái dòng cổ phiếu mạnh á là lúc nào nó cũng mạnh. Đấy và khi thị trường chung điều chỉnh thì nó mạnh và khi thị trường chung tăng tốc thì nó là những cái thằng mạnh nhất. Đó là lý do mà tại sao mọi người từ nay trở về sau nếu mà anh chị đã được cảm nhận cái đánh sóng ngành với hệ thống an toàn vlog á thì mọi người đừng bao giờ quên về cái cảm giác này. Khi thị trường chung á mỗi lần rung lắc, mỗi lần tạo ra những cái yếu tố về siêu hoảng loạn á thì cái dòng cái dòng leader nó luôn là cái nơi mà đảm bảo cho nhà đầu tư về cái trạng thái tâm lý tốt nhất và khi anh chị đánh trên thị trường kiếm tiền trên thị trường sống trên thị trường mà cái yếu tố tâm lý của anh chị được giải bày được gọi là gì được um, được tốt nhất á, thì lúc đó mọi người mới có một cái tầm nhìn khách quan để nhìn về thị trường cũng mọi người sẽ có một cái sự tự tin để mọi người có thể kiếm tiền trong mọi cái chu kỳ của thị trường lưu ý do đó từ nay trở đi trở về sau á nếu anh chị nào mà ưa thích cái hệ thống sóng ngành á thì mọi người không thể nào bỏ quên được con sóng ngành trong bất kỳ một cái chu kỳ uptrend nào. Hãy đặt giúp em một cái câu hỏi liệu uh, mỗi chu kỳ uptrend giả sử như giai đoạn sắp tới đi, thị trường nó tích lũy xong xuôi đi, thì khi thị trường tích lũy xong, mọi người phải bắt buộc phải đặt một câu hỏi là à, liệu cái chu kỳ sắp tới thị trường uptrend thị trường thì dòng nào là cái dòng mạnh nhất, Dòng nào là cái dòng dẫn dắt thị trường. Lúc khi anh chị trả lời được những câu hỏi đó, mọi người hãy tập trung vốn vào chọn những cái cổ phiếu mạnh nhất trong cái ngành mạnh nhất. thì từ đó giúp cho mọi người củng cố được trạng thái tâm lý và dù thị trường nó bắt đầu một chu kỳ mới nó đi lên nó sẽ xảy ra những cái quá trình rung lắc như ở đây như ở đây nè hoặc là như những cái vùng rung lắc như thế này là chuyện bình thường lúc nào trên thị trường trong một trên nó cũng sẽ xảy ra những cái quá trình như vậy cái việc của anh chị là gì ôm những cái dòng cổ phiếu mạnh nhất lúc đó nó mới tạo cho anh chị một cái tầm nhìn đủ lớn ví dụ như là tầm nhìn của hệ thống bây giờ là gì là cứ mua rồi ôm kệ thị trường đến khi nào dòng này nó phân phối thì chúng ta rút tiền ra Đơn, đơn giản như vậy thôi, đâu có phải phụ thuộc vào cái thị trường chung, đâu cần phải dự đoán nó và đâu cần phải gì, phải sống chết phải phải hồi hộp với nó làm gì. Hôm nay cũng cũng chọc anh chị em trong hệ thống là gì, là hôm nay cũng xài hết mấy cái bỉm. Bởi vì đơn giản là thị trường nó rung lắc, nó rung rủ như vậy. Đối với những anh chị nào mà không có bản lĩnh chính trị vững vàng, đối với anh chị nào mà không có một cái hệ thống phương pháp và đặc biệt là không có ôm được những cái cổ phiếu hàng đầu, không có định hướng rõ ràng á, thì gần như là em nghĩ rất nhiều nhà đầu tư sẽ rớt những cái dòng cổ phiếu, những cái cổ phiếu mạnh nhất ở bối cảnh thời điểm tại là rất nhiều đúng cả nhà nó rất rất hàng nhiều lắm anh chị đấy nên là cái vấn đề của chúng ta là gì muốn không rớt hàng thì chỉ có một cách đó chính là chọn hàng cho nó tốt chọn hàng tốt là không phải rớt hàng bởi vì hàng tốt trong một cái thị trường xấu thì nó vẫn sẽ tốt và anh chị sẽ nhìn thấy được nó rất tốt đúng không Đối với dòng chứng khoán thì hôm nay anh chị nhìn đi những cái cổ phiếu như HCM này, gần như là khi thị trường nó rung lắc trong phiên hôm nay, em có tư vấn cho hệ thống khách hàng cũng như học viên à, cũng như là hệ thống cộng đồng là gì? Là gần như là dòng này nó sẽ còn ít ít nhất là một cái nhịp chạy nữa. À, ít nhất là một nhịp chạy nữa. Khi mà chúng ta yên tâm về cái vấn đề đó, chúng ta nhìn được là thị trường cổ phiếu dòng này, dòng chứng khoán nó sẽ còn ít nhất một nhịp chạy nữa. Thì mọi người có tự tin không? rất tự tin luôn anh chị. Nói chung là thị trường giảm thì cũng giảm thôi, nhưng mà tự tin nó vẫn là tự tin. Và trong dòng này thì anh chị cũng phải nhìn thấy những cái cổ phiếu mặt top một ví dụ như BSI này, đấy những con này là hiện tại là đang tiếp cận ở đỉnh mọi thời đại của nó rồi đấy, đỉnh mọi thời đại luôn anh chị nhá Nó không không phải là những cái cổ phiếu yếu đâu, đấy hay là những cái cổ phiếu như hiện tại có con MBS này, Nó cũng là một trong những cái cổ phiếu mạnh mà em có lưu ý cho anh chị đặc biệt đánh trong cái giai đoạn này đúng không Đấy thì mọi người nhìn thấy cái gì Nó tăng rất là mạnh Chỉ cần thị trường của chúng ta nó phục hồi Thì những cái con này nó tiệm cận ở đỉnh trước ngay Và khi mà nó tiệm cận đỉnh trước như vậy Thì rõ ràng là gì Rất có thể kiểu gì thì kiểu ngày mai ngày mốt Nó sẽ xảy ra một cái cú chạy Đấy và cú chạy đó thì gọi là gì Là chạy nước rút đấy Nên là chúc mừng những anh chị nào mà ôm được những cái cổ phiếu dòng chứng khoán Rồi Nói chung là dòng chứng khoán thì quá tuyệt vời rồi đúng cả nhà, không còn gì để bàn nữa. Mặc dù nó tăng tăng rất là mạnh, tăng rất là nhiều rồi, nhưng mà cái cái cửa để nó đi lên tiếp của nó là cao nhất thị trường anh chị, bởi vì nó đang là mạnh nhất thị trường. Và trong một cái thị trường uptrend mọi người nhớ giúp em một cái nguyên lý rất quan trọng. Những cái cổ phiếu càng lên cao nó sẽ càng mạnh. Càng lên cao càng mạnh, đặc biệt là nếu cái cổ phiếu đó nó có sự đồng thuận của ngành á, thì nó càng mạnh nữa. Nhớ nhá. Hai cái vấn đề, một khi mà chọn cổ phiếu phải chọn những cái thằng ở trên cao. Thứ hai là phải chọn những cái thằng nó có sự đồng thuận của ngành. Hai cái đó là yếu tố để tạo ra một cái cổ phiếu tăng tốc rất là nhanh. Nên là trong tất cả những cái chu kỳ sắp tới, dù uh, giai đoạn này thị trường nó có đi lên hay đi xuống, nó có tích lũy hay không á, thì nếu chu kỳ tiếp theo mà thị trường nó xuất hiện những cái cổ phiếu, những cái sóng ngành á, thì mọi người hãy cố gắng là gì? Nhận diện ra được nó ngay từ cái lúc đầu. Hoặc là nếu không nhận diện được thì cố gắng là gì? Cố gắng uh, nghe ông Toàn Vlog nói cái gì, rồi bắt đầu đi mổ xẻ phân tích xem à, uh, liệu nó có phải là mắt nhất hay không rồi từ đó mình định hướng được cái cuộc chơi đấy và khi định hướng được cuộc chơi thì anh chị sẽ rất nhàn hạ trên thị trường tài chính thị trường này là cái thị trường không có thắng nhiều đâu cả nhà nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 5 phần trăm là chiến thắng còn 95 phần trăm là thua lỗ vậy thì em hỏi nhà đầu tư này mọi người có phải là trong cái bối cảnh hiện tại nếu mà không phải đánh vào những cái cổ phiếu dòng leader gần như anh chị không kiếm được tiền đúng cả không? nhà đúng không đúng cả nhà đấy và khi mà chúng ta không kiếm được tiền trên thị trường á thì sao? Thì rõ ràng là chúng ta không có đánh được dòng leader rồi Nên đó là lý do tại sao mà anh chị suốt ngày phải đi phân tích cái chỉ số thị trường chung Bởi vì nếu thị trường chung lên á Thì đa phần các cổ phiếu nó sẽ đi lên Lúc đó những cái cổ phiếu yếu hơn thị trường nó cũng sẽ đi lên Hoặc cái cổ phiếu ngang thị trường nó cũng sẽ đi lên Nhưng mà đâu đó Đâu đó đa phần là gì là yếu hơn thị trường đa phần là những cái cổ phiếu uh, cổ phiếu yếu còn trong sóng ngành á, thì em cũng nói thẳng với anh chị luôn mọi người mở uh, mở cái sóng ngành chứng khoán anh chị thấy gì 80 phần trăm các cổ phiếu trong sóng ngành chứng khoán đều tới thời điểm hiện tại đều là siêu cổ phiếu đều là những cái cổ phiếu top một thị trường bởi vì trong khoảng 3 4 tháng nó đã tăng nhân đôi hết rồi, đúng không? Có những cái cổ phiếu đặc biệt tăng nhân 3 thì có phải là cái xác suất để anh chị kiếm được một cái siêu cổ phiếu trên thị trường từ sóng ngành nó cao lắm không? Em thấy rất là cao. Nó gần như là nếu anh chị không đánh vào sóng ngành chứng khoán này thì cái xác suất để mọi người tìm được cái siêu cổ phiếu nó chỉ là 5% hoặc là 3% thôi. Trên thị trường chỉ có mấy cái cổ phiếu nó có thể đi rất mạnh trong cái bối cảnh mà thị trường như thế này thôi. Chứ còn mà đa phần là gì? Đa phần là ôm cổ phiếu mà khóc lắm đấy khổ lắm, bởi vì thị trường này nó 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 khá là phức tạp nên là trong cái bối cảnh nào đi chăng nữa anh chị phải chọn giúp em những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường, đặc biệt những cái cổ phiếu đó nó phải nằm trong sóng ngành và bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại nó rất giống như một cái chu kỳ trước đó, đó chính là cái chu kỳ này nè cả nhà, khi thị trường của chúng ta nó xuất hiện những cái cú gì lao đao như thế này, nó đao trên nó hướng xuống như thế này nè, aluminum, sideways hướng xuống như thế này nè, thì trong cái thời điểm đó nếu mà mọi người đi phân tích cái chỉ số thị trường thì gần như không thể phân tích được. Bởi vì mọi người nhìn đi, nhìn trên đồ thị đi, nó rơi rồi nó lên, nó lên rồi nó rơi như thế này, anh chị phân tích như thế nào? Đấy, nếu phân tích chỉ số thị trường thì chắc là mọi người rời bỏ thị trường Hoặc là nếu phân tích dù có bắt đáy đúng ở những cái vùng này, này Thì gần như cũng sẽ lỗ ngược lại, chỉ có đánh T cộng thôi Đúng không? Nhưng mà nếu trong những cái bối cảnh đó Mà mọi người ôm được những cái cổ phiếu thuộc về sóng ngành Sóng ngành leader thời điểm đó là sóng ngành gì cả nhà Sóng ngành về sóng ngăn về bất động sản khu công nghiệp thì mọi người sẽ thấy cái câu chuyện đánh nó cực kỳ nhàn hạ mọi người nhìn này khi thị trường nó sideways đi ngang phía dưới này thậm chí là sideways hướng xuống này thì cái câu chuyện là cái sóng ngành bất động sản khu công nghiệp nó là hướng lên và nó tạo cho nhà đầu tư những cái khoản lợi nhuận lớn đúng không hay thời điểm nó có con ntc này mọi người thấy cái gì khi thị trường nó lao đao rất là mị, nhiều rất là mạnh thì những cái cổ phiếu sóng ngành bất động sản khu công nghiệp á, nó đi như thế này này thì mọi người có cần phải suy nghĩ phải áp lực về cái vấn đề thị trường chung không câu trả lời là không Đấy, hay là những cái cổ phiếu thời đó có đi 2D cũng là khu công nghiệp nè. Mọi người thấy cái gì? Thị trường này nó đi ngang nó rơi xuống, những cái cổ phiếu này nó phá đỉnh nó đi lên liên tục. Thời đó có HSC nè. Đấy. Mọi người có thấy bình yên trong tâm hồn không? Chiến lược đánh bình yên tâm trong tâm hồn á là cái chiến lược hay nhất mọi thời đại và nó giúp cho nhà đầu tư xác định được là à chúng ta phải đánh cái gì trong một cái bối cảnh thị trường hay là hay là ngoài những cái cổ phiếu trong sóng ngành thời điểm đó chúng ta sẽ nhìn thấy trên thị trường nó có những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường gọi là những cái siêu cổ phiếu Lấy ví dụ cho nhà đầu tư về những cái cổ phiếu như FPT này, mọi người chỉ cần đánh được vào những cái cổ phiếu này và anh chị nắm giữ và biết chắc được cái câu chuyện là gì cổ phiếu đi lên thì nó sẽ tiếp tục đi lên trong cái bối cảnh thị trường này thì lúc này mọi người sẽ cực kỳ yên tâm. Dù thị trường nó có điều chỉnh, thị trường nó không lên thì anh chị cũng chả có vấn đề gì và đi phân tích từng cái từng cái giai đoạn của thị trường cả đúng không? Hay là MWG này, thời đó có một cái con sóng của gì? Của, của cổ phiếu tăng trưởng đó cả nhà. MWG FPT nó tăng rất là nóng ở trong giai đoạn này, mọi người ôm như thế này nè nó giống khác gì ôm cái dòng chứng khoán ở thời điểm hiện tại đâu cả nhà nhưng mà thời điểm đó mọi người mà ôm những cái cổ phiếu như là gì uh, techcombank đi ssi này vnd này thì gần như không tạo ra một cái lợi nhuận gì hết do đó trong một cái bối cảnh thị trường up -trend, hoặc là thị trường sideways đi ngang á cái việc của nhà đầu tư không phải là cố gắng dự đoán thị trường cái việc của anh chị là phải tìm ra những cái cổ phiếu mạnh mạnh nhất những cổ phiếu vào được những cái con sóng lớn của nó những cái cổ phiếu mà có những cái câu chuyện rất là hay và đặc biệt hãy chọn những cái cổ phiếu nằm trong những cái ngành mạnh nhất từ đó mọi người sẽ gì sẽ tiết kiệm được thời gian tiết kiệm được công sức và tiết kiệm được rất nhiều tiền của trên thị trường đó là cái tư duy em muốn trao cho nhà đầu tư trong suốt 6 tháng vừa qua đối với cái hệ thống ông toàn vlog đánh sống ngành đúng cả nhà đấy quay trở lại thị trường dòng chứng khoán một chút đi mọi người đợi em tím bật cái điện đấy Rồi, chúng ta tiếp tục. Nè, những cái cổ phiếu như thế này nè, anh chị nhìn nào, đây chính là những cái siêu cổ phiếu đấy, khi mà nó tăng từ đáy tới giờ là hơn trăm trăm thì những cái cấu trúc này thường nó sẽ có ít nhất ít nhất nha là một nhịp đi lên nữa. Đấy, giai đoạn này gọi là giai đoạn chạy nước rút nè. Nhưng mà giai đoạn nước rút của nó chưa kết thúc và trong cái bối cảnh thị trường ảm đạm như thế này nè thì cổ phiếu rất khó để phân phối nên là một cái cổ phiếu mạnh trong khi thị trường tích lũy hướng xuống đi ngang á, thì nó sẽ càng mạnh anh chị. Nó vô lý như vậy á. Bởi vì sau cái giai đoạn tích lũy của thị trường thì lúc nào thị trường cũng sẽ có những cái cú kéo. Thì lúc mà thị trường nó hưng phấn như thế này nè, thì mới là thời điểm để những cái cổ phiếu mà mạnh hơn thị trường nó tạo ra những cái cú về phân phối. Thì lúc đó câu chuyện gì xảy ra? Câu chuyện gì xảy ra? Lúc đó nó mới phân phối được. Vậy thì trong cái bối cảnh này nó cứ đi lên như vậy để sau này nó lên tới một cái tầm cao rồi nó tạo những cái nền để nó phân phối có phải dễ hơn không? Giống như cái câu chuyện mà em vừa mới kể cho nhà đầu tư về cổ phiếu FPT nè. Trong cái chu kỳ năm 2019 ấy, thì mọi người thấy cái gì? 2019 nè. Anh chị thấy cái gì? Đấy, mọi người nhìn này, nhìn giúp em nha. Khi thị trường của chúng ta đi ngang thì những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó đi lên, nó kéo âm ầm ầm ầm. Nhưng mà càng đi ngang thì cổ phiếu nó càng kéo. Thị trường càng dở càng xấu, cổ phiếu nó càng kéo. Bởi vì sao? Bởi vì nó cần kéo lên một mức nào đó để nó phân phối và nó sẽ phân phối khi thị trường câu chuyện của thị trường nó ra mạnh nhất. Ví dụ ở những cái vùng phía trên này. Đấy, mọi người nhìn này, khi cổ phiếu thị trường nó bắt đầu nó xuất hiện những cái yếu tố về thông tin rất là tốt khi Fed nó hạ lãi suất và rất nhiều những cái thông tin ở đại vùng này. Thời đó em nhớ mà, cái đây là cái cây bùng nổ khi Fed hạ lãi suất này. Và khi đó thì câu chuyện của nó là gì? Là bùng nổ lên để phân phối. Mọi người nhớ nè, vùng nổ lên để phân phối có nghĩa là cái lúc mà thị trường ảm đạm á, thì những cái cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường nó sẽ kéo nhưng cái lúc mà thị trường phô mô hưng phấn cao độ cao độ lên rồi đó mới là điều kiện để cổ phiếu người ta để tổ chức người ta phân phối những cái con hàng như vậy đúng không hay là những cái thằng như con gì ừ, con mwg tương tự như vậy nè nếu những cái blue chip thì nó bắt buộc nó phải nhờ vào những cái điều kiện ấp thớt của thị trường điều kiện thị trường nó hưng phấn mọi người nhìn giúp em là cái cây bùng nổ này là cây cây vượt đỉnh một nghìn của thị trường anh chị nhá vượt đỉnh của thị trường nào đấy vượt đến một nghìn của thị trường cây breakout out rất là to vốn rất là lớn sau một cái giai đoạn mà đi ngang của thị trường thì rất nhiều nhà đầu tư kêu là à cái giai đoạn này nè, nếu mà không có covid xảy ra thì gần như thị trường nó sẽ bước vào uptrend đúng không đấy cái câu hỏi này cũng rất nhiều anh chị cãi nhau trong room thì em xin trả lời cho nhà đầu tư một cái vấn đề như sau này khi mà thị trường nó đi ngang không đồng nghĩa với thị trường là tái tích lũy khi thị trường đi ngang không đồng nghĩa với cái việc thị trường sẽ đi lên sau đó bởi vì bằng chứng em chứng minh cho anh chị là khi thị trường chung bùng nổ như thế này này thì những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường thời điểm đó ví dụ như MWG FPT nó hoàn thành những cái mô hình về phân phối lớn đây là chạy nước rút này đây là mô hình phân phối đỉnh phía trên này đấy và sau cái hoàn thành mô hình đó thì thị trường bờ đất lên là chính là điều kiện nó bán hết nó bán xong nè. Vậy thì em hỏi nhà đầu tư những cổ phiếu này có phải là những cái cổ phiếu dẫn dắt cho nhịp tiếp theo không? Giả sử đây là bùng nổ của thị trường thì nó có dẫn dắt không? Câu trả lời là không. Nghĩa là dù thị trường nó đi lên thì những cái con này không dẫn dắt. Vậy con nào dẫn dắt thị trường thời điểm đó cả nhà? Lấy bất động sản đi, những cổ phiếu như DG thời điểm đó mọi người thấy gì? Dao động lòng khối lượng lớn. Đang trong một cái xu hướng xuống của thị trường của cổ phiếu. À, đây là xu hướng tích lũy xuống thì mọi người nghĩ là ở à, khi thị trường nó bùng nổ lên cổ phiếu này là leader thị trường được hay không? Câu trả lời của em cũng là không. Hay là những cái cổ phiếu DPG thời điểm đó mọi người thấy cái gì? Cổ phiếu DPG sau một cái quá trình bùng nổ vượt đỉnh thì nó bị phân phối ở đây. Đây là phân phối nè. Sau phân phối nó tạo thêm một cái nền phân phối nữa trước khi nó rơi. Nghĩa là cái thị trường này á thì cái câu chuyện của nó là đã được set up cái việc là sẽ phân phối ở đây rồi. Đấy, sẽ rất nhiều những cái cổ phiếu phân phối ở đây rồi. Chưa nói, nói đâu xa, em chỉ cho anh chị những cái cổ phiếu về bất động sản khu nghiệp dẫn dắt trong cái chu kỳ uptrend từ dưới này đi lên nè. Thì mọi người thấy cái gì? Cái câu chuyện cổ phiếu dẫn dắt ở đây, mọi người thấy con PHR này, PHR nè. Mọi người thấy gì? Đấy, khi mà nó lên trên đây thì nó bị phân phối và nó rơi. Và khi thị trường của chúng ta nó bờ rất đỉnh thì những cái cổ phiếu này đang trong trạng thái đề giá. Vậy thì mọi người nghĩ những cổ phiếu này nó leader thị trường lên được hay không? Câu trả lời là không. Rồi thêm tiếp này chứng minh cho nhà đầu tư là nếu không có Covid xảy ra năm 2020 thì thị trường nó vẫn đau trên nè. Em chỉ cho anh chị những cái trạng thái cổ phiếu của dòng chứng khoán là một trong những cái dòng đại diện cho thị trường chung. Nếu mà thị trường góp trên thì dòng này gần như lúc nào cũng sẽ có một cái nhịp tăng rất là mạnh. Thì mọi người nhìn giúp em là khi thị trường nó bờ rất đến nghìn, một nghìn của thị trường thì câu chuyện gì xảy ra ở ngành chứng khoán? Đang đao trên đang rơi cắm mỏ như thế này mà anh chị nghĩ là nó đảo chiều nó đi lên được hay không? Câu trả lời là không thể không thể viên đi thời điểm đó nè viên đi nè đấy techcombank thời điểm đó nè mọi người thấy gì không đang đau trên rất là lớn hay là con gì con uh, VIP thời điểm đó nè VIP thì có xu hướng tốt hơn nhưng nó chưa bước thoát khỏi cái mô hình về tích lũy của nó hay là những cái cổ phiếu như liên việt bốc banh thuộc về những cái cổ phiếu dẫn dắt sau chu kỳ đó nè thì mọi người thấy gì nó là những cái chu kỳ đau trên vậy thì thằng nào đủ sức mạnh để dẫn dắt cái thị trường này cả nhà thời điểm đó gần như là không có có nghĩa là trong một cái thị trường mà nó tích lũy như thế này này thì cái việc của anh chị không phải là ở ngồi dự đoán nếu thị trường bùng nổ lên nó sẽ đi lên các cổ phiếu đi lên không đúng cái việc của nhà đầu tư để xác định khi mà một cái con sóng nó xuất hiện khi nào khi phải có cái dòng leader nó kéo thị trường đi lên nhớ nhá khi phải có cái dòng leader nó kéo thị trường đi lên vậy thì cái câu trả lời cái dòng leader thời điểm đó là dòng nào gần như nó không có anh chị không có dòng leader và khi không có dòng leader mà đa phần các cổ phiếu lớn, các dòng lớn, ví dụ như DSG là một trong những cái cổ phiếu đầu cơ không thiếu bất kỳ chu kỳ nào. Thì thời điểm đó anh chị nhìn thấy nó cái có câu chuyện gì? Nó đang đào trên. Đấy, nó nằm trong cái thế đào trên như thế này anh chị nghĩ là gì? Đụng một cái nó quay đầu nó tăng ấp trên được hả? Không có đâu cả nhà. Đấy vậy thì cái câu chuyện của nó là gì? Câu chuyện của thị trường thời điểm đó là nếu không có cái Covid ở đây xảy ra này thì gần như thị trường của chúng ta nó sẽ tiếp tục đau trên do đó cái bài toán mà em muốn nói với anh chị để mọi người nhìn vào một cái thị trường tích lũy hoặc tái tích lũy đó chính là câu chuyện gì anh chị để nhìn thấy một cái con sóng tiếp theo của thị trường thì bắt buộc mọi người phải nhìn thấy được một cái ngành sẽ leader thị trường đi lên trong giai đoạn sắp tới thì lúc đó câu chuyện thị trường nó sẽ thay đổi ấy hay là khi mà thị trường nó nó ở những cái nhịp tái tích lũy này, này nè thì rất nhiều những cái cổ phiếu thuộc những cái nhóm ngành leader nó đi lên từ những cái dạng nền tảng lớn em lấy ví dụ cho nhà đầu tư là sau những cái giai đoạn này có những cái cổ phiếu như là dòng ban đi con vb nó lên đầu tiên đúng không vb nó đi lên từ những cái cấu trúc rất lớn này đấy và không chỉ một mình con này những cái con như Livi việt bóc banh nè nó đi lên từ những cái dạng cấu trúc siêu tích lũy tích lũy rất to và tái tích lũy như thế này, này thì nó mới tạo ra một cái dư địa tăng lớn cho cổ phiếu và ngành cổ phiếu, từ đó nó mới tạo ra cho thị trường những cái con sóng trên. Hay thời điểm đó mọi người sẽ thấy được rất nhiều những cái cổ phiếu nó tạo những cái trạng thái cực kỳ siêu phẩm luôn. Ví dụ VCI này, mọi người thấy gì không? Đấy, những cái trạng thái về tích lũy như thế này này, tái tích lũy như thế này này thì nó mới tạo ra một cái con sóng. Thị trường. Đúng không? Hay thời điểm đó những cái cổ phiếu như là thép đi, Hoa Sen này, Nam Kim này, mọi người thấy cái gì? nó phải tạo ra được những cái cú hít như thế này nè vùng tích lũy như thế này nè cú hít thế này nè sau giai đoạn tích lũy thế này nè thì nó mới tạo ra được gì được những cái giao đoạn tăng tốc từ đó nó tạo ra dư địa cho thị trường uptrend nghĩa là cái thị trường uptrend nó chỉ là kết quả của các nhóm ngành người ta set up những cái câu chuyện và trong một cái thị trường uptrend thì chúng ta phải xác định được cái dòng nào là cái dòng mạnh nhất hoặc là dòng leader và có những cái giai đoạn uptrend thì không chỉ có một ngành mà sẽ có rất nhiều ngành đi lên do đó mọi người nhìn một cái thị trường đừng có dự cố gắng dự đoán một cái chỉ số mà hãy đánh giá xem ở à, nếu thị trường nó xuất hiện dòng leader thì gần như thị trường nó sẽ đi lên còn nếu mà thị trường mà không xuất hiện dòng leader mà các trạng thái các cổ cổ phiếu nó xây dựng những cái trạng thái phân phối thì mọi người nên gì nên rút tiền ra và chờ đợi những cái chu kỳ mới đó là cái cuộc chơi của chúng ta nên là cái thị trường chung ở trong cái bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại em đánh giá nó không quá quan trọng đâu đây nè mọi người nhìn này bối cảnh thị trường này thì gần như nó không quá quan trọng đâu bởi vì nó đang nằm trong một cái trạng thái về tái tích lũy trở lại của thị trường chung và khi thị trường nó tái tích lũy như thế này nè thì cái việc của anh chị là phải tìm kiếm những cái cổ phiếu mạnh nhất và đánh nó cho đến hết chu kỳ và chờ đợi một cái vấn đề đó chính là một cái dòng dẫn tiếp theo của thị trường để dẫn dắt một cái chu kỳ tiếp theo em lấy ví dụ cho nhà đầu tư những cái nhịp này, này. khi mà thị trường chúng ta chứng lại ở đây thì cái câu chuyện dòng dẫn tiếp theo của thị trường này là thằng nào tiếp tục là dòng banh với cổ phiếu liên việt bóp banh nó đi lên đầu tiên sau một quá trình trên tích lũy. Đây gọi là một cái cổ phiếu hai chu kỳ. Sau cái chu kỳ đầu tiên nó chưa chạy nước rút, nó chưa tạo ra những cái cú mở biên thì nó tiếp tục dẫn dắt cái chu kỳ tiếp theo của thị trường chung. Tuy nhiên là thời điểm đó nó không chỉ một cái dòng này mà nó còn một cái dòng nữa. Thời đó có STB này cả nhà. STB là leader này. Đấy, sau quá trình tá tích lũy thì nó bắt đầu đi lên ở giai đoạn cuối cùng. Nhưng mà thời điểm đó nó không chỉ có một dòng mà nó có tận hai dòng, đó là dòng gì? dòng uh, chứng khoán thì anh chị sẽ nhìn nhá các dòng các ngành nó tạo ra những cái cú về tá tích lũy nó tạo ra những cái con sóng như vậy thì thị trường ở đây nè mọi người đếm phiên phân phối để làm gì thị trường ở đây nè mọi người đếm phiên phân phối để làm gì đúng không mọi người đi phân tích rủi ro để làm gì Đấy, trong khi anh chị sẽ tìm kiếm những cái cổ phiếu mang tính chất leader tính chất mạnh hơn thị trường để mọi người chiến đấu thì lúc đó mọi người biết là gì cái thị trường tăng ấp trên này này nó chỉ là cái kết quả của quá trình nó thôi kết quả của quá trình các dòng các ngành nó kéo thôi nó vào sóng thôi Đấy, hay là khi thị trường nó rơi xuống ở đây nè, thị trường rơi xuống ở đây nè, thì lại có những cái dòng leader nó đi lên đầu tiên. Đấy, ví dụ cho nhà đầu tư thời đó, dòng cảng biển đi lên như HKH nè, nó tạo ra những cái cú chạy nước rút ở đây. Đấy, đúng không? Hay là vote VNA nè, VNA nè, nó tạo ra những cái con sóng về gì? Về, về, về đó. Hay là những cái con như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ nè, Đạm Phú Mỹ nè, nó tạo ra những cái con sóng từ chân sóng đi lên, đúng không? Thì đây gọi là những cái con sóng ngành mà mọi người phải hướng tới hay là những cái cổ phiếu dòng gì? dòng hóa chất đi như CSV nè. Đấy, mọi người thấy không? Hay là những cái dòng cổ phiếu như là DDV nè, hay là DGC nè, anh chị thấy không? Nó là những cái cổ phiếu nó tạo ra những cái con sóng ngành và đi lên rất mạnh, đặc biệt trong cái bối cảnh thời điểm đó. Nó có rất nhiều những cái cổ phiếu dòng gì? Dòng bất động sản là những cái dòng leader chính của cái chu kỳ đó nó đi lên. Ví dụ HDC là cổ phiếu leader chu kỳ đó nè. Đấy hay là EDG này anh chị thấy gì Nó bắt đầu nó xuất phát một cái chu kỳ đi lên Nghĩa là cái giai đoạn thị trường chung này đi lên này Nó là cái hệ quả Nó là cái kết quả của quá trình gì Quá trình đi lên của các ngành các dòng Chứ nó không đơn thuần là ở à, thị trường nó lên nó phân phối hay không. Bởi vì thời điểm đó khi mà mọi người nhìn về cái thị trường, mọi người sẽ tá hỏa, mọi người sợ hãi cực kỳ. Ví dụ như thị trường ở đây nè, nó rơi Evergrande phá sản này, nó rơi những cái phiên này. Nó khác gì thời điểm hiện tại đâu cả nhà. Đấy, nó khác gì đâu. Đúng không? Chỉ có là thời điểm nó đó thông tin nó xấu hơn thời điểm hiện tại thì thông tin xấu nó ít. Đấy mọi người nhìn này, nó rơi một cái phim mà 1 tỷ 7 1 tỷ 1 cổ phiếu vượt tất cả những cái phim trước đó của thị trường thì lấy cái gì mà không sợ. Evergreen nó phá sản rồi nó dập nhiều các thứ nó rơi, nói chung là nó hù dọa tất cả mọi thứ nó sideways đi ngang. Nhưng mà cái câu chuyện của chúng ta đó chính là cái thị trường nó tăng giá nó chỉ là cái kết quả thôi và chúng ta đã phải nhìn thấy trước được cái câu chuyện đó rồi bởi vì cái chu kỳ này nó có leader nó có những cái dòng đi lên nó kéo thị trường đi lên đấy, hãy nhớ câu chuyện đó nên là phân tích thị trường chung á cũng phân tích vừa thôi anh chị đấy mà chúng ta phải chọn những cái cổ phiếu về cái ngành nó đã đi lên và nó tạo cho chúng ta những cái hiệu ứng về sự tự tin đấy ví dụ như thời điểm vừa rồi đi khi mà thị trường nó chưa đi lên thì gần như em gần như em khẳng định với quý anh chị là thị trường nó sẽ uptrend. trên bởi vì đơn giản là dòng chứng khoán nó vào một con sóng của nó thì kiểu gì thì kiểu thị trường ấp trên chỉ là hệ quả thôi giống như thời điểm hiện tại hệ thống không bán bất kỳ cổ phiếu dòng chứng khoán nào thậm chí là gì còn còn tính là gì mua thêm ở những cái vùng này bởi vì đơn giản là gì là gần như dòng chứng khoán nó chưa phân phối và thậm chí nó còn tiếp tục kéo nữa thì cái thị trường nó sẽ đi lên nó là hệ quả thôi cả nhà đấy nó là hệ quả thôi hệ quả của cái việc đi lên thôi nên là phân tích thị trường đâu có phải lúc nào nó cũng ứng dụng tốt đâu mà mọi người phân tích thị trường mọi người phải nhớ giúp em phải phân tích được cái dòng nào leader được cái thị trường cho một cái chu kỳ mới thì nếu nó thị trường nó có xuất hiện những cái dòng leader mới thì chắc chắn đây sẽ là một option lớn Đấy, ví dụ như giai đoạn sắp tới thị trường mà đi ngang nó chán chê dòng chứng khoán giả sử nó phân phối xong đi đúng không thì chúng ta bán chúng ta cất lại đem tiền về cái đã rồi phải chờ một cái dòng leader mới nó đi lên thì chúng ta giải ngân mới còn không thì nghĩ nhường cho thằng khác chơi nói đơn giản như vậy thị trường này miếng bánh của đâu phải một người nó là miếng bánh của rất nhiều người và chúng ta chỉ ăn được một cái miếng bánh trong đó ví dụ như hệ thống em chỉ muốn ăn cái miếng bánh của sóng ngành thôi nếu không có sóng ngành thì chúng ta rút tiền có sóng ngành chúng ta đánh vào từ đó chúng ta ăn được một cái miếng bánh của nó không tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ đúng cả nha và chúng ta có một cái phương pháp để kiếm tiền như vậy mọi người sẽ cảm thấy là gì yên tâm trong mọi chu kỳ yên tâm cực kỳ luôn đấy cái này em không có nói no điêu đấy ví dụ cho nhà đầu tư này trong những cái chu kỳ trước đó mà khi thị trường nó dập dìu như thế này thì các câu chuyện gì xảy ra cả nhà câu chuyện gì xảy ra mọi người phải đánh cái gì mọi người tìm những cái điểm bắt đáy ở cả nhà không ví dụ như ở vùng này nè giả sử như anh chị mua những cái cây này hoặc là bắt đáy cái cây này thì mọi người phải chọn giúp em cái sóng ngắn thời điểm đó là gì em lấy ví dụ ở đây là năm bao nhiêu năm 2014 hình như là có sóng của PVD PPS đúng không đấy mọi người nhìn đi lúc đó là đang trong một cái con sóng ngành của dòng dầu khí thì gần như là khi thị trường chúng ta nó xuất hiện những cái cú điều chỉnh vậy nè thì dòng này nó chỉ mang tính chất tá tích lũy lại sau đó nó leader một cái nhịp sóng lên đây đúng không mọi người thấy đúng không đấy nó vẫn có những cái dòng đó hay là thời điểm đó anh chị nhìn như bên này khi một cái sóng ngành nó xuất hiện thì gần như anh chị không cần phải dự đoán định nó nữa ví dụ như là dòng HCM đi gọi là dòng gì đây nè ví dụ nè em chỉ cho anh chị nè giả sử như giai đoạn trước đó khi thị trường đi lên anh chị đánh giúp em những cái sóng ngành về chứng khoán này thì sau cái giai đoạn chạy nước rút này nó tạo một cái mô hình phân phối ba đỉnh nè thì mọi người rút tiền ra Nói cái việc mà anh chị rút tiền ra thì auto thị trường nó rơi thôi chứ chả có vấn đề gì cả đấy đây chạy nước rút này mô hình phân phối ba đỉnh quá rõ ràng thanh khoản lớn dao động lớn nè thì lúc này giả sử như anh chị đánh sóng ngành thì mọi người rút tiền ra đúng không rút tiền ra thì chờ thị trường nó rơi xong xuôi rồi lắm tiếp sợ cái gì Đúng không? Đó là cái nguyên lý của thị trường Và một cái thị trường nó đi lên á Mọi người không cần phải quá vất vả đâu cả nhà Mọi người hãy cầm được những cái cổ phiếu Thuộc những cái dòng mạnh nhất trên thị trường Thế là mọi người yên tâm thôi Đấy, đến khi nào mà thị trường nó kết thúc chu kỳ Thì tự nhiên anh chị sẽ thấy là Các cổ phiếu dòng leader nó chết Nó kết thúc ừ, chu kỳ, nó kết thúc uptrend Thì gần như là gì? Lúc đó trả hàng cho lái về À nhầm, ừ, trả hàng cho lái rồi về Đấy, sorry cả nhà Không phải là trả hàng lái về đâu Đấy Câu chuyện nó đơn giản như vậy chứ có vấn đề đâu mà khó khăn và chu kỳ nào nó cũng là như vậy nên là cái vấn đề mà thị trường nó giao dịch nó rung lắc là chuyện hết sức bình thường và anh chị phải luôn gì luôn chấp nhận cái vấn đề đó trong cái bối cảnh mà à chúng ta đầu tư trên thị trường này còn thêm vài chục năm vài vài chục năm vài trăm năm nữa đấy đôi khi mình không đầu tư thì con cháu mình tiếp tục đầu tư bởi vì thị trường này nó không chỉ là mỏ vàng nó là mỏ kim cương đối với những cái nhà đầu tư có hiểu biết đủ hiểu biết còn không biết luật thì vô thị trường này đúng là chỉ là 95% thua lỗ thôi. thôi nên là mọi người phải cố gắng là gì cố gắng là xây dựng cho mình một cái hệ thống đầu tư cho nó tốt để làm gì anh chị để mình kiếm tiền bền vững kiếm tiền trong lúc đi ngủ chứ bây giờ mà thị trường nó rơi lên rơi xuống đêm không ngủ được thì sao mà kiếm tiền nó lúc đó gọi là gì gọi là là, là, là nô lệ cho thị trường chứng khoán chứ không phải là ở à, mình là nhà đầu tư chứng khoán nhà đầu tư ở lúc nào mình phải có một cái tầm nhìn rõ ràng thích hợp và dựa vào tầm nhìn đó để mình kiếm tiền từ chu kỳ này đến chu kỳ khác và không phải bị dựa hơi vào tất cả những cái phân tích xung quanh ví dụ như em thời điểm hiện tại em đâu có đi phân tích vĩ mô cũng chả có phân tích cơ bản doanh nghiệp gì hết chúng ta đánh sóng ngành thì đánh hết sóng nghỉ tại đơn giản như vậy thôi một công thức lặp đi lặp lại từ chu kỳ này đến chu kỳ khác và kiếm tiền đi kiếm tiền lại như vậy thì mọi người nếu muốn kiếm tiền được như em thì sao thì phải xây dựng được cái nguyên lý và phải hiểu nó đã phải ít nhất trải qua cùng hệ thống ông tòa vlog 1 đến 2 những hai chu kỳ để mọi người biết đánh sóng ngành nó kinh điển cỡ nào thì lúc đó mọi người mới có niềm tin vào đánh sóng ngành thì khi có niềm tin rồi mọi người bắt đầu tìm hiểu bắt đầu nghiên cứu và sau khi nghiên cứu tìm hiểu xong bắt đầu trải nghiệm xong rồi mọi người sẽ tìm ra được một cái gọi là cái chân ái chân ái của cuộc chơi vậy thôi đúng không nên là anh chị cố gắng nhé đấy cái đây là cái đây là ở đây nghe nghe video của em thì đa phần là học viên cũng như là khách hàng của chúng ta đồng hành với nhau rất nhiều năm rồi nên là chắc là em nói anh chị sẽ hiểu hết đúng không cả nhà đấy đó là những cái lời rất là tâm huyết của em nếu mà mọi người thấy hay mọi người thấy thấy cảm động á mọi người tặng em một like đúng không và nếu ai chưa đăng ký kênh thì đăng, đăng ký kênh ủng hộ ông Toàn Vlog đấy còn nếu mà ai muốn mà nghe thêm nhiều cái tư duy về sóng ngành Ví dụ như là hôm nay em có nói trong room mặc dù thị trường nó rung lắc như vậy Thì trong cái room cộng đồng vlog, cộng đồng ông Thằng vlog đánh sóng ngành của em á, Thì cái câu trả lời của em là chúng ta cứ phải tự tin ôm cổ phiếu Bởi vì chúng ta nhìn thấy là ở à, thị trường nó rung lắc như thế này uh, Chả phân phối được hàng đâu Nên là đối với những cái cổ phiếu mạnh thì ít nhất nó sẽ còn một dịp đánh nữa Thì khi mà chúng ta cùng trong một cái cộng đồng lớn Cùng trong một cái cộng đồng và cùng nhìn về một hướng á, thì nó phát triển phát triển là thứ nhất thứ hai là gì chúng ta cùng nhau ổn định cái tâm lý của anh chị lại bởi vì cái tâm lý của những cái nhà đầu tư mới chơi hoặc là những nhà đầu tư chưa rõ về phương pháp á, người ta rất sợ hãi dập dìu nên là em ở đây để ổn định tâm lý cho nhà đầu tư chiến đấu trong các chu kỳ khác nhau nên là mọi người có nhu cầu tham gia vào cái room cộng đồng ông toàn vlog đánh sóng ngành á chỉ là room cộng đồng thôi nhưng em chia sẻ rất nhiều những quan điểm cũng như là những cái tư duy dạng tặng cho quý anh chị trong các chu kỳ thì mọi người tham gia vào cái đường link dưới phần mô tả hoặc là cái đường link ở phần comment nó có cái đường link mọi người tranh thủ tham gia vào đi à, cái room cũng khá là đông rồi hôm qua mới mở room đúng không đấy cũng khá là đông chia sẻ hay mà anh chị chia sẻ hay chúng ta đâu có lấy lợi lọc gì của nhau đâu nhưng mà chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái quan điểm đấy để cho anh chị nào mà muốn hoàn thiện bản thân muốn biết về con sóng ngành muốn biết về về cái tư duy đánh của em thì mọi người vào đấy chứ chứ chúng ta không có lập ra để bắt đầu chửi nhau đúng không thị trường này có những cái cổ phiếu như MVS rất là tuyệt vời nè đoạn này thì có VCI nó hơi yếu đi một chút tuy nhiên là cái xu hướng nó vẫn rất là mạnh xu hướng nó là xuống tăng thì nó thuộc những cái cổ phiếu không quá mạnh nhưng nó nằm trong những cái dòng rất là mạnh vậy thì chúng ta cứ yên tâm mà nắm giữ thôi anh chị nhé tiếp theo em phân tích cho anh chị một cái dòng nữa mà cái dòng này em đánh giá cũng khá là cao trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại đó chính là dòng thép và cái dòng thép của chúng ta mọi người thấy cái gì không đấy dòng thép hòa phát thì em không nói nhưng mà dòng này em chọn cho quý anh chị cổ phiếu hoa sen đó. Đấy thì trong các video trước em có đi phân tích đi phân tích lại rất rõ cho nhà đầu tư về các kịch bản của những cái cổ phiếu đã đi lên và với kịch bản của những cái cổ phiếu đã đi lên mà nó xuất hiện những cái điểm bùng nổ như thế này này thì nó vào sóng lớn vào sóng lớn em lấy ví dụ cho anh chị trong các chu kỳ trước khi mà em phân tích em chỉ cho nhà đầu tư những cái cổ phiếu như HDC này đấy khi mà nó tạo ra được cái vùng tích lũy phía dưới mà tạo ra được cái vùng nền đi lên mà có rủ nè thì một khi nó xác nhận đây thì mà anh chị phải nhảy vô nó giống như cái cách mà hôm nay em phân tích kỹ càng cho hệ thống học viên về cái việc là uh, trong cái thị trường bối cảnh thời điểm hiện tại đó là cái thị trường tốt nhất thị trường tốt nhất cho những cái cổ phiếu nào nó tích lũy ở phía trên đó. đúng rồi nha vô thị trường này nè mọi người phải tìm được giúp em những cái cổ phiếu nào nó đang tá tích lũy ở vùng phía trên đó, gọi là vùng cân bằng trên của cái mô hình vai đầu vai đây nè đấy thì lúc đó mọi người phải tìm mà đánh được và hoa sen là hoa sen nam kim là một trong những cái cổ phiếu như vậy hoa sen à hoa sen mọi người thấy cái gì nó có một cái vùng tích lũy phía trên và có dấu hiệu kịp về khối lượng đấy thì trong các video trước tầm khoảng hai ba video trở lại đây video nào em nhắc về những cái cổ phiếu này để gọi là những cái cơ hội cho quý anh chị đấy thì hôm nay chính là một cái điểm mua gọi là điểm mua gia tăng của cổ phiếu hoa sen rất là tuyệt vời đúng không chúc mừng anh chị nào đang có hàng tiếp theo dòng này thì còn có nam kim nhưng mà trong dòng này thì em chỉ chọn cho anh chị một cái cổ phiếu đó là hoa sen thôi bởi vì khi so sánh xung lực đánh của hoa sen và nam kim thì em chọn hoa sen đấy mọi người thông cảm nhá em không đánh được cổ phiếu nam kim nhưng mà em chọn cho anh chị rồi nói chung là cuộc sống chúng ta mà lúc nào cũng có sự lựa chọn ngay cả cái bản thân anh chị khi mà đánh sóng ngành cùng với em mọi người cũng có sự lựa chọn và đôi khi có anh chị cũng sẽ thấy là ờ à, sóng ngành cũng hay nhưng mà tôi chỉ thích đánh khoảng 10 15% tài sản vô sóng ngành thôi. Đó cũng sợ là sự lựa chọn. Và cái sự lựa chọn lúc nào cũng chính bản thân anh chị ra quyết định. Và cái cái trong đầu tư trong tư duy về kiếm tiền trên thị trường á thì nó có một cái câu rất là hay như thế này nè. Cái vấn đề quan trọng nhất của nhà đầu tư không phải là kiến thức. Vấn đề quan trọng nhất của nhà đầu tư không phải là tâm lý. Vấn đề quan trọng nhất của nhà đầu tư là có ra được quyết định hay không. Và quyết định đó thì em chỉ giúp anh chị định hướng thôi chứ không thể nào quyết định thay nhà đầu tư được. Đấy đúng không? Ví dụ như là bản thân em và cũng như là rất nhiều anh chị là trong hệ thống là full dòng chứng khoán. Bởi vì sao? Bởi vì em đã xác định được cái tư tưởng rồi. Cái việc mà full không chỉ đơn giản là ở full bên dưới đâu. Đấy, có rất nhiều điểm mua trong vòng 5 tháng vừa qua mà cái việc mà phun dòng chứng khoán đó chính là cứ mỗi lần dòng chứng khoán hoặc là thị trường nó xuất hiện những cái cú rung lắc hoặc là uh, dòng chứng khoán nó xuất hiện điểm mua thì lúc đó chúng ta phải ra quyết định là phải bán những cái cổ phiếu trong dòng khác để gia tăng mạnh vào dòng chứng khoán nhưng mà cái việc ra quyết định này đâu phải ai cũng làm được cả nhà Đấy, ví dụ như mọi người mọi người uh, lại thì mọi người có thể chúc nhưng mà một khi lỗ anh chị rất khó để ra quyết định đặc biệt là ra quyết định giữa cái việc bán một cái sự kỳ vọng của cổ phiếu mình đang ôm đang lỗ đang yếu mà để mua một cái cổ phiếu đang mạnh đang đang tăng cao mà nguyên lý là gì những cái cổ phiếu càng trên cao anh chị càng sợ nhưng mà những cái cổ phiếu đó nó càng mạnh đúng không vậy thì mọi người có dám bỏ cái sự kỳ vọng của những cái cổ phiếu mình đang ôm để đổi sang một cái sự kỳ vọng khác hay không thì câu chuyện nó nằm ở chỗ đó có nghĩa là bản thân nhà đầu tư phải tự mình nhận diện được cái yếu điểm của mình ví dụ như là những cái nhà đầu tư f0 những cái nhà đầu tư mới đầu tư á, thì cái khuyết điểm cái yếu điểm của họ là gì là cái khả năng ra quyết định nó còn kém đấy khi mà khả năng ra quyết định còn kém thì anh chị phải luyện tập bởi vì khả năng ra quyết định không thể nào mà gọi là bẩm sinh được đâu cả nhà nó lúc nào nó cũng sẽ được luyện tập trên thị trường bởi vì thị trường này sinh ra để lừa nhà đầu tư để lừa cái trạng thái cảm xúc để làm gì nói chung nó luôn đi ngược với những cái thứ mà một con người suy nghĩ ví dụ như là anh chị thấy là ở à, một nhà đầu tư mới tham gia thị trường thấy cổ phiếu rẻ mua Đấy, và nghĩ nó sẽ lên nhưng mà bản chất thị trường thì những cái cổ phiếu xảy lên mạnh là những cái cổ phiếu ở trên cao chứ không phải cổ phiếu giá rẻ đó là một trong những cái đặc điểm mẹ muốn nói với anh chị nên là khi mà anh chị có khả năng ra quyết định trên cái thị trường tài chính này, này thì mọi người phải rất đặc biệt mọi người phải có một cái sự trải nghiệm rất là lớn bởi vì nếu không có đủ sự trải nghiệm thì anh chị sẽ không thể nào mà bể đi được cái cái bản năng của một cái con người đấy mà thị trường tài chính là sinh ra để đánh lừa bản năng của con người mà anh chị vậy thì bây giờ là làm sao để ra quyết định đánh lừa cái bản năng của con người cái đó mới là khó nên đó sẽ là mà cái việc mà mọi người sẽ tốn một cái thời gian để gì để nghiên cứu và học tập đấy nên là mọi người hãy bắt đầu thật là sớm từ cái thời điểm hiện tại đi khi thị trường của chúng ta nó còn rất nhiều kỳ vọng trong tương lai đấy không sớm thì sao thì anh chị sẽ chậm không sớm thì sẽ chậm thôi đấy bởi vì nếu mà không sớm á, thì mọi người sẽ tốn rất nhiều ví dụ như là tốn rất nhiều trải nghiệm trên thị trường này tốn rất nhiều những cái công sức tiền của và và nó sẽ bị gì? mất định hướng trên trên thị trường Đấy, ví dụ như những cái giai đoạn mà thị trường rung lắc như thế này này mọi người mới thấy tầm quan trọng của sự định hướng đúng cả nhà gần như là nếu anh chị không đánh được những cái dòng cổ phiếu top một thị trường á, mọi người sẽ mất, bị mất định hướng luôn đấy nên là cái quan trọng nhất là anh chị phải xây dựng được cái định hướng đó còn nếu mà không xây dựng được thì về hệ thống web em xây dựng cho anh chị một cái cái định hướng ví dụ như hệ thống em định hướng đơn giản có sóng ngành đánh on in không có sóng ngành rút tiền và khi đánh onin in thì nắm giữ cho đến khi sóng ngành nó phân phối không có phân phối cứ nắm giữ đi chơi đi chơi đến khi nào nó phân phối xảy ra phân phối đâu đó khoảng một vài tuần thì chúng ta rút tiền mọi người sẽ có một vài tuần để anh chị bán cổ phiếu cũng như cái việc là khi mọi người vào tiền ở những cái sóng ngành á thì mọi người sẽ có một vài tuần để vào tiền ở cái chân sóng đó nó không có, không có vội vã Chủ yếu là mọi người có đủ cái cam đảm Đủ cái sự tập trung để nhận diện ra những cái nhóm ngành mạnh nhất hay không Đấy, nếu mà đủ cam đảm Đủ khả năng nhận ra nó Thì mọi người có thời gian quyết định rất là nhiều Đấy, chúng ta có thời gian mà anh chị Bởi vì sóng ngành nó không phải đi lên một ngày Nó đi lên tính bằng tháng Mọi người chỉ cần ăn được một cổ phiếu Và chăm một cái nhịp lớn của sóng ngành Hoặc là chỉ cần ăn cái nhịp đứt rút giả sử như của FTS đây nè FTS nè FTS nè, hoặc MBS nè hiện tại đi thì mọi người cũng sẽ đủ tiền cho một cái chu kỳ hiện tại luôn có nghĩa là chúng ta không cần phải vội vã mà mọi người quan trọng nhất là mọi người có nhận diện được hay không nè có đủ cái sự tập trung hay không nè và cái thứ ba là mọi người có dám ra được cái quyết định là gì đánh tập trung hay không hay là mọi người vẫn phân tán tài sản đúng không cái đó là mới là cái quan trọng nên là cái thị trường này cơ hội nó quá nhiều mà chủ yếu cái cơ hội nó chỉ dành cho những cái nhà đầu tư đủ độ chính nên là em một lời khuyên chân thành của một nhà đầu tư mà đã từng phá sản trên thị trường á em nói luôn là gì là em phá sản thì một lời khuyên thôi mọi người hãy cố gắng xây dựng được một cái định hướng một cái nguyên tắc một cái phương pháp cho nó ổn ở thị trường này còn nếu không xây dựng được thì còn lâu lắm còn lâu lắm đấy và còn phải trải qua rất nhiều những cái đắng cay ngọt bùi nữa nên là đó mới là những cái tâm huyết của em muốn trao cho quý anh chị nếu mà mọi người thấy hay thì anh chị cho em một like và một comment đấy anh chị nào có rơi vào những cái trạng thái như vậy hay không? có đang bị hoang mang dao động hay không? mọi người comment phía dưới đúng không? đấy chúng ta phải được định hướng rõ ràng phải ờ à, phải có phân phối thì mới chết đúng không? đó mới gọi là những cái định hướng và khi mọi người bị được định hướng và mọi người chỉ nhìn về cái định hướng như vậy á thì mọi người sẽ bỏ qua những cái 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 gì cái uh, điều hấp dẫn này bỏ qua những yếu tố tâm lý bỏ qua những yếu tố sợ hãi xung quanh cái con đường chúng ta đi đến thành công chứ Đúng không? Giống như cái kiểu mà đường này nó là một cái con đường Nó quanh co khúc hiệu Nó giống như cái cuộc đua giữa rùa và thỏ anh chị Con thỏ mặc dù nó chạy rất là nhanh Nhưng mà vì nó nhanh như vậy Nó bị mất tập trung ở nó đi lên đây nó chủ quan Nó đến nó chơi, nó chơi bờ các thứ Xung quanh các con đường rồi nó cũng đến đích Nhưng mà đến muộn con rùa Bởi vì cái con rùa nó không nhìn thấy hai bên đường Mà nó đi rất là chậm Đấy, mà khi mà nó đi chậm như vậy nó cứ một cái đường thẳng đích mà nó đi, không bị hoang mang dao động, không bị mất tập trung bởi cái định hướng con đường đó. Thì khi mà chúng ta không bị hoang mang dao động, không bị mất tập trung á thì chúng ta chỉ có một đường đi thẳng tới đích thôi. Nếu mà anh chị nhanh thì một vài năm, nếu mà không nhanh thì chục năm. Nhưng mà cái đích đó là nó có sẵn. Còn nếu mà mọi người vẫn đi nhòm ngó, vẫn cố gắng thì ba chữ cái mua mua bán bán rồi cơ cấu danh mục rồi gì, rồi rồi sân si chửi bới này kia thì em nói thiệt với anh chị, như một con thỏ xung quanh một con đường. Uh, đi một con đường và gì uh, vấp hết cái chỗ này tới chỗ khác cứ vấp va vấp tất cả mọi thứ trên con đường đi đó thì tới một cái lúc nào đó anh chị sẽ bị bầm nhập và rời bỏ thị trường này với một cái sự đau khổ rất là lớn nên lời khuyên chân thành là càng sớm càng tốt phải xây dựng giúp uh, giúp em một cái định hướng và một cái phương pháp sao cho nó rõ ràng để thứ nhất mình nhìn thấy được cái đích đến của mình trên thị trường chứng khoán thứ hai là mình nhìn thấy những cái gì mình cần nỗ lực để mình tốt hơn trong cái giai đoạn tiếp theo và đặc biệt thứ ba là gì để mình kiếm tiền một cách an nhiên an tâm gọi là chiến lược bình yên trong tâm hồn đó cả nhà mấy cái chiến lược này thì thì hay nói đi nói lại cũng vui đúng không chiến lược bình yên trong tâm hồn là ở uh, mua đúng cổ phiếu nhận diện đúng sóng thì cố gắng là gì đi ăn đi chơi đi massage các thứ cho gì cho thanh thản, cho cuộc chơi nó thoải mái, à, đi chơi thoải mái mà thị trường nó có rơi cổ phiếu nó vẫn lên, nó vẫn kiếm tiền cho anh chị. cái đồng tiền mà mọi người để đúng nơi đúng chỗ, á, nó có khả năng sinh ra tiền, nó có khả năng làm việc cho nhà đầu tư sinh ra tiền. còn anh chị vẫn cứ cố gắng làm nô lệ cho đồng tiền, vẫn cố gắng mua mua bán bán, vẫn làm công nhân trên thị trường á, thì rất là khổ. bởi vì thị trường này nè, là thị trường tiền nó tạo ra tiền, cái việc của nhà đầu tư là định hướng và gì và xác định được. À, phải đặt cái đồng tiền mình vào chỗ nào để nó sinh ra tiền anh chị đơn giản vậy thôi cái việc của anh chị chỉ là gì tao sẽ là người ra quyết định cho mày ở đâu để làm việc kiếm tiền cho tao anh chị nói với đồng tiền như vậy đồng tiền của chính bản thân mình như vậy là xong còn bây giờ mọi người cứ cố gắng mua mua bán bán ở ờ, đồng tiền mình chưa đi đúng chỗ nhảy đi nhảy lại nó thiệt với nhà đầu tư là gì là tốn công tốn sức tốn sức khỏe và đặc biệt thị trường này là thị trường đồng tiền nó đi liền khúc ruột á nó ám ảnh tâm lý cực kỳ luôn nó sợ hãi nó mệt mỏi có những cái thời gian mà hồi xưa mà em đánh chứng khoán ở nhà em cũng đánh tay cộng thời mà mới chơi đánh tây cộng cũng biết nhiều lắm cũng nghiên cứu này kia cũng hay lắm cái gì cũng biết à nhưng mà đánh một hồi bị loại trưởng cả nhà tiền thì không thấy đâu thống kê một thời gian thì ở à, cái tiền phí giao dịch nó còn còn lớn hơn cả cái gì cả cả tiền lãi thậm chí là đánh 10 trận nha thắng 8 trận rồi thua hai trận lỗ ngược à. ủa Đôi khi mình không hiểu, ủa mình giỏi như vậy mà Mình đánh nước hay như vậy mà tại sao mình vần lộ Nhìn đi nhìn lại thì mình thấy là gì Nhìn thấy là không hiệu quả Đúng không? Mà mình còn làm việc vất vả Mà đêm về ngủ không được anh chị Lỡ lỡ khi mà mua sai cổ phiếu một cái Bởi vì đánh tây cộng, đánh nước sóng Thì lúc nào cũng sẽ mua và bán Mua bán, mua bán Thì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ dính những cái nhịp điều chỉnh Mà trong ngắn hạn mà dính những cái nhịp điều chỉnh này Em nói thiệt với nhà đầu tư là không ngủ được luôn Đúng không? Còn đối, còn sau này sau khi phát hiện được cái chân ái rồi, sau khi có niềm tin vào một cái hệ thống phương pháp đánh sóng ngành rồi, anh chị thấy không? Tại sao á? Cái đao trên này nè, em vẫn cứ rất là tươi. Em rút được tiền khỏi thị trường và ngồi gì? Ngồi suốt ngày luyên thuyên với nhà đầu tư về khách hàng. Anh chị và học viên là gì? À, anh chị đánh thì đánh thì tôi đánh 10% tài sản, tôi trải nghiệm thị trường cho vui thôi. Tôi có tiền mà. Nhưng mà tôi trải nghiệm để tôi chờ sóng ngành tôi đánh online. Không có sóng ngành thì thì cứ dạo chơi thôi. Cắt lỗ cho vui, đánh cho vui. Còn nhưng mà có sắm ngàn một cái chúng ta đánh on in Nó tạo ra cho anh chị một cái thành quả trong vòng vài năm tiếp theo Đúng không? Đó là cái nguyên tắc mình tạo ra cho cuộc sống mình Những cái gì đó nó thanh thản, nó thoải mái Ví dụ như là thị trường đao trên như thế này mà anh chị kẹp hàng đi Đấy, kẹp hàng mà đánh phun tài khoản em nói thiệt với anh chị là gì? Là ngủ không được già đi mấy tuổi đúng không nhưng mà chúng ta đánh sóng ngành vì em đã trải qua rất nhiều những cái chu kỳ trước cũng như là em nghiên cứu cái sóng ngành quá nhiều rồi nên em biết được là gì à thị trường nó mua up trên thì phải có sóng ngành leader là một thứ hai là một cái con sóng ngành nó không đơn giản kết thúc mà nó phải có phân phối nó kết thúc vậy thì mình chỉ cần tìm kiếm những cái con sóng ngành nó xuất hiện thì mình đánh thôi đấy thì gọi là cái chiến lược bình yên cho tâm hồn và gần như khi chúng ta có một cái phương pháp có một chiến lược anh chị sẽ nhìn thấy tương lai của chính anh chị giống như ở đây nè mọi người có nhớ tại sao ở những cái vùng này em làm môi giới bắt đầu đi làm môi giới suốt ngày bô bô với nhà đầu tư là ở à, sóng ngành sóng ngành suốt ngày đi tìm sóng ngành mà không có đúng không cả nhà suốt ngày chỉ đánh 10 phần trăm tài sản suốt ngày thì hô thị trường nó rủi ro bởi vì không có sóng ngành mà đánh đấy đơn giản vì sao vì lúc đó chúng ta nhìn em nhìn thấy được tương lai là ở trong tương lai nếu có sóng ngàn thì đó mới là cái thời điểm mà chúng ta đi vốn và sau khi có sóng ngàn rồi chúng ta đi vốn vào được rồi thì em đã nhìn thấy trước tương lai cho anh chị là gì nếu mà mọi người đánh được cái dòng chứng khoán sóng ngàn leader này thì giai đoạn tiếp theo anh chị sẽ cực kỳ sung sướng nội giống như cái khóa học mà D18S đấy D18S là cách đây cũng hồi tháng tháng 5 tháng 6 nè thì em có tư vấn cho nhà đầu tư trong khóa học là đánh on in dòng chứng khoán. Tuy nhiên là khi kết khóa thì có vài anh chị nhắn tin là à, khóa này chưa thấy thầy tặng quà gì. Thì em nhắn một cái câu đơn giản thôi, cái món quà lớn nhất mà em tặng cho cái khóa học đó, đó là cái sóng ngành chứng khoán này. Cái hồi mà tháng 4 tháng 5 này nè. Đấy, nên là mọi người hãy cố gắng gì tận hưởng cái món quà đó đi. Nhưng để tận hưởng được món quà đó mọi người phải hiểu và mọi người có khả năng ôm được cái sóng ngành chứng khoán nó cho đến hết chu kỳ. Mọi người có phải anh chị nào mà học D18 mà em có nói vậy mọi người comment giúp em số 1 để chúng ta cùng hiểu nhau hơn, đúng không? Ai ai nhận được cái món quà của em và tới thời điểm hiện tại mới nhận ra là ở đây mới gọi là món quà về chân ái thì mọi người comment số 1. Nói để anh chị biết là gì? Biết được là gì? Khi chúng ta có một cái hệ phương pháp, khi chúng ta có một cái góc về thị trường á thì chúng ta có khả năng nhìn được cái tương lai của chúng ta trên thị trường luôn. Đúng cả nhà. Mọi người comment đi. Nhưng mất công lại lên đây kêu ông Toàn Vlog chim gió nữa không đúng. Đấy nhìn thấy trước được tương lai đơn giản là gì bởi vì trước đó nha cả nhà bởi vì trước đó khi mà em trải nghiệm thị trường em đánh sóng ngành trên thị trường và em phân tích rất nhiều những cái chu kỳ trước đó ở thị trường em nhận ra một cái điều sóng ngành nào nó cũng như sóng ngành nào thôi nó gần như nó chả khác gì nhau vậy thì hiện tại nó chỉ lặp lại cái điều quá khứ nó đã từng lặp thôi vậy thì mình chỉ có việc là gì ngồi rung đùi và chờ những cái yếu tố đó lặp lại thôi đúng không đơn giản chưa quá đơn giản đánh chứng khoán nó đơn giản và nhàn hạ như vậy đấy nên là đó là cái tư duy mẹ muốn trao cho quý anh chị mà anh chị gì à, nếu thích là gì thích cái tư duy đó thì hãy tham gia vào cái room cộng đồng ông toàn vlog em có cái room cộng đồng khá là hay em chia sẻ hình gần như là ngày nào em cũng chia sẻ tư duy và kinh nghiệm trên thị trường giúp cho mọi người phát triển hơn phát triển hơn thôi chúng ta chúng ta đang xây dựng với nhau một cái cộng đồng cùng nhau phát triển cùng nhau nhìn về một hướng thì lúc đó là gì cái tốc độ phát triển nó sẽ cực kỳ nhanh đã khi mà em phát triển thì anh chị cũng sẽ phát triển theo Uh, em xây dựng hệ thống tốt thì anh chị cũng sẽ được hưởng lợi từ cái đó đúng không? Rồi nếu mà hay thì mọi người cho em một like và một đăng ký cân được không ạ? Đấy chúng ta cùng nhau phát triển cộng đồng anh chị nhé. Rồi bây giờ ngoài cái vấn đề đó thì em sẽ chia sẻ thêm nhà đầu tư một vài cái vấn đề nữa. Tiếp theo là chúng ta thấy những cái cổ phiếu dòng dầu khí đi. Dòng dầu khí thì nó cũng tạo ra được cái trend xu hướng. Tuy nhiên cái sóng ngành nó không mạnh. Và trong ngành dầu khí thì mọi người phải để ý giúp em cái cổ phiếu PVS. Đấy em chỉ có tư vấn cho nhà đầu tư một cái cổ phiếu đó là PVS thôi. Thì những cái con như PVS này nó đã vào sóng rồi. Vì hiện tại nó đang đi lên anh chị nhé đang đi lên và không có điểm mua mới cho nhà đầu tư đấy cũng rất là khó và em cũng nói luôn cho nhà đầu tư về cái thị trường trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại nó có một cái vấn đề như thế này mà mọi người cần lưu ý đó chính là hiện tại thì gần như á, sau khi quan sát một vòng thì em thấy đa phần các cổ phiếu nó chưa đi lên nhiều trừ cái dòng leader thì nó lên hơi hơi quá trớn nó về luôn nghìn đỉnh nghìn năm rồi anh chị Đấy dòng leader nó mạnh quá nó về đến nghìn năm rồi Nhưng mà đa phần các cổ phiếu nó gần như nó chưa đi lên nhiều đâu Nên là cái thời cơ và cơ hội cho anh chị trong cái giai đoạn sắp tới nó còn quá nhiều đi Đấy nên là mọi người phải bài bản ngay từ đầu Nhớ kỹ nhá Rồi Tiếp theo này chúng ta sẽ đi phân tích một vài cổ phiếu như con FPT này anh chị thấy cái gì? Đây là những cái cổ phiếu mạnh số 1 thị trường và nó có một cái xu hướng rất là hay. Cứ mỗi lần thị trường chung nó vào một con sóng thì con này gần như nó vượt đỉnh. Bởi vì nó là một trong những cái cổ phiếu mà gì? Tăng trưởng hàng đầu thị trường trong vòng 10 năm qua. Và tới thời điểm hiện tại nó vẫn tiếp tục tăng trưởng. Mọi người thấy gì không? Cứ mỗi lần thị trường nó vào sóng này Ở đây nè. Thị trường vào sóng thì cổ phiếu vượt đỉnh. Ở đây nè. Khi thị trường nó có một cái con sóng ở đây nè. Mọi người nhìn nè. Sóng mặc dù nó hơi nhỏ thôi, nhưng cổ phiếu này nó cũng vượt đỉnh trước. Tiếp theo nè, khi thị trường nó có một cái con sóng up trên đây, cổ phiếu vượt đỉnh. Và hiện tại thị trường nó đang có một con sóng ở đây, cổ phiếu cũng vượt đỉnh. Và với cách đánh như thế này nè, thì đây chính là giai đoạn hưng thịt nhất của cái cổ phiếu FPT này. Nó ít nhất nó sẽ còn một đến hai nhịp tăng nữa. Cho quý vị nhà đầu tư nên đừng có phải lo gì hết đúng không? Nếu ở đây mà nó tá tích lũy lại được thì nó sẽ là gì? Có một cái nhịp tăng mới. Còn trường hợp nha, còn trường hợp anh chị nào ôm cổ phiếu này em cũng nói luôn. Đó là gì? Nếu ở đây nó xuất hiện một cái quá trình chạy nước rút nó tăng vài phiên ở đây này, đó chính là điểm buy in clean mark gọi là điểm bán của cổ phiếu. Điểm bán trong ngắn hạn của cổ phiếu. Ví dụ như mọi người mà đánh chu kỳ giống em thì sẽ bán ở những điểm này. Còn anh chị đánh chu kỳ 5 năm, 10 năm, đánh nắm giữ luôn á thì không phải bán nữa chị. Từ những cái điểm mua này thì mọi người cứ ôm luôn vài năm là bình thường. Đấy, vài năm ôm đợi đợi gì? Đợi cái cổ phiếu này nó nó tăng trưởng như thế nào chứ còn mà nếu đánh chu kỳ sóng giống em thì những cái giai đoạn đây gọi là giai đoạn 3 anh cần đánh mắt thì mọi người lưu ý chúng ta sẽ chốt lại những cái vùng đó anh chị nhé đấy bởi vì sau những vùng này thì cổ phiếu cái xác suất cực kỳ cao nó sẽ xảy ra những cái quá trình quá trình về gì về tái tích lũy ví dụ đây là quá trình bay cần đánh mắt này cả nhà bay cần đánh mắt đấy sau quá trình bay cần đánh mắt thì cổ phiếu thường nó xảy ra một quá trình gì tái tích lũy sau đó dù nó gì ta tích lũy hơi muộn và thậm chí nó có thể đi lên tiếp được nữa nhưng mà cái câu chuyện về tương lai thì chúng ta không thể nào biết trước được nên là chúng ta chỉ có thể nào làm việc và kiếm tiền dựa trên những cái gì chúng ta hiểu nhất đấy đó mới là cái quan trọng nhất biết anh chị phải biết được mình đang làm gì trên thị trường biết được à, mình đang làm cái gì chứ còn nếu mà không biết được mình đang làm gì trên thị trường thì giống như một con thiêu thân lao vào thị trường để chiến đấu đúng cả nhà nó giống như cái việc mà khi mà cái dòng bất động sản em cảnh báo cho nhà đầu tư rất nhiều những cái trạng thái về cổ phiếu Novaland rồi. Mọi người có nhớ không? Ai được em cảnh báo về cổ phiếu này thì comment giúp em số 2 đi để chúng ta biết là gì? Biết được là chúng ta chỉ nên kiếm tiền ở những cái gì mình am hiểu. Ví dụ như con Novaland em đã cảnh báo anh chị về một cái vấn đề. Ở đây em không muốn nói anh chị về cái việc mà ở à, à, mình sai mình đúng. Nhưng mà ở đây nè, nó chưa hề có tái tích lũy trở lại. Mà nó chủ yếu nó đi lên từ tích lũy đấy sau này anh chị nhớ những cái cổ phiếu sau một quá trình rơi thảm sát nè mà nó không có quá trình tá tích lũy trở lại ở đây nè đấy không có quá trình tá tích lũy phía trên á quá trình tá tích lũy chính là một giai đoạn sau một quá trình đi lên của nó rồi nó tá tích lũy trở lại đó, thì gần như chúng ta không nên chơi nếu giả sử như trường hợp cổ phiếu ở đây nè mà nó tích lũy quanh vùng 20 này được đâu đó khoảng 6 tháng đi thì lúc đó mọi người có tự có quyền tự tin giải ngân vào cổ phiếu nó giống như thế này nè cả nhà nó giống như con KBC đi lấy ví dụ cho anh chị để mọi người hiểu hơn về cái cấu trúc về tá tích lũy và chúng ta chỉ nên sử dụng cấu trúc đó để kiếm tiền trên thị trường thôi ví dụ như đây là một cái cấu trúc về tá tích lũy này thì mọi người nên bỏ qua cái giai đoạn tăng đầu tiên này anh chị nào mua mua được đây thì em xin chúc mừng nhưng mà quan điểm của em em sẽ không mua ở đây bởi vì giai đoạn mà đi từ dưới đáy lên nó chả khác gì giai đoạn đi từ dưới đáy lên này ở đây lên đây bởi vì nó không phải bắt đầu một chu kỳ mới mà để cổ phiếu bắt đầu một chu kỳ mới nó phải có một quá trình về tá tích lũy ở đây và khi cổ phiếu nó tá tích lũy lại được á, thì đây mới là cái câu chuyện mở ra cho cổ phiếu. Đấy, lúc đó thì chúng ta đánh một cách an nhiên, an toàn. Còn một cái cổ phiếu nó có yếu tố về phục hồi từ đáy thì nó vẫn chưa an toàn anh à, chị. Nó có thể rơi về đáy mà không cần phải phân phối. Nó giống như Novaland thời điểm hiện tại anh chị thấy nó có ai phân phối không? Gần như là đâu có phân phối gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề của nó là gì? Nó lên trên đây nó rơi tự do. Bởi vì ở đây không phải là giai đoạn đầy giá của cổ phiếu Mà nó chỉ nằm trong một cái vùng gọi là vùng tích lũy đáy Có nghĩa là cổ phiếu này nó chưa được tổ chức người ta mua giá cao để đẩy giá cổ phiếu lên để bắt đầu một cái chu kỳ mới đúng rồi nha vậy thì làm sao cổ phiếu nó có thể tăng mạnh được mà chủ yếu nó loan quanh những cái vùng cổ phiếu vùng đáy nó lên tạo cái biên trên xuống tạo biên dưới nó giống như những cái cổ phiếu như KBC ở đây nè mọi người nhìn nè ở trong một cái vùng tích lũy như thế này nè nó chỉ loan quanh ở những cái vùng trên dưới trên dưới này thôi nè đấy nó không được tổ chức người ta bỏ tiền ra người ta đẩy giá lên nên là cái câu chuyện của nó nó sẽ đến sau cái giai đoạn tá tích lũy này thì lúc này chúng ta mới nhận diện được đây chính là quá trình đẩy giá của cổ phiếu từ đó mọi người đánh rất là an tâm an toàn còn cái việc kiếm tiền trên thị trường thì 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 nó nó quá đổi là gì quá đổi là 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 nhiều cái vấn đề rồi em đang chia sẻ cho anh chị về cái quan điểm kiếm tiền của em trên thị trường để mọi người có một góc nhìn cho nó tổng quan hơn về cái phương pháp của ông toàn vlog đấy đây ví dụ nhà em chỉ cho anh chị nè cổ phiếu HDC nè cái việc mà cổ phiếu nó đi từ đáy đi lên nè mọi người nên bỏ qua nhưng mà sau những cái giai đoạn tái tích lũy trở lại này thì đây chính là chân ái của cổ phiếu này thì sau này trở đi mọi người nhớ cho em vùng tái tích lũy mới là cái vùng mà gọi là chân ái mà trong các cuốn sách của Mac Mini ông có nói rất là kỹ cả. Đấy, từ những cái vùng nền số 1 của thị trường trở lên của cổ phiếu trở lên nền số 1 nghĩa là gì là cổ phiếu thứ nhất nó phải bước thoát khỏi được cái vùng đáy Thứ hai nó phải tạo được cái vùng nền số 1 Thì ông gọi là từ cái vùng nền số 1 trở đi của thị trường đó mới là những cái nơi để anh chị kiếm tiền Chứ không phải là ở lúc nào cũng lao đầu vào thị trường đâu Không phải cứ bắt đáy là ngon đâu cả nhà Mọi người phải xác định được cái đó để sau này á, anh chị nhìn ra được một cái con sóng của thị trường nó như thế nào Và con sóng của thị trường lúc nào nó cũng đến từ những cái vùng tá tích lũy này Đấy, mọi người có thể bỏ qua đặng đáy này là bình thường Còn Novaland thì sao? Novaland này em chị, anh chị nè Những cái giai đoạn này là giai đoạn từ đáy đi lên đấy từ đấy đi lên mọi người có thể bỏ qua giai đoạn này nhưng mà sắp tới giả sử nó tái tích lũy lại được thì nó có chu kỳ tiếp theo còn hiện tại thì thôi bỏ qua đơn giản vậy thôi anh chị hay là hiện tại chúng ta có những cái cổ phiếu như HDC này mọi người thấy gì không giai đoạn từ đáy đi lên là gần như giai đoạn này em không tham gia đơn giản vì gì vì chúng ta chưa biết được cái cổ phiếu này nó có vào được cái giai đoạn đẩy giá chính như dòng chứng khoán hay không đấy cái em cần là những cái con sóng nó to như thế này nè anh chị con sóng nó to thực sự nè để làm gì để chúng ta giải ngân vào và nắm giữ một cách gì tự tin và an nhạc. đúng không ở đây là gọi là vùng tái tích lũy nè chúng ta cần những con sóng như vậy để sau giai đoạn phân phối nè chúng ta bán chứ còn mà những cái cổ phiếu như HDC này sau một cái nhịp tăng nóng như vậy nó không biết là ở trong trạng thái nào luôn thì chúng ta phải chờ giai đoạn về tái tích lũy nếu ở đây mà cổ phiếu về dòng bất động sản nó tái tích lũy được những vùng này nè thì nó sẽ có một cái sóng ở sau đây lúc này chúng ta đánh tự tin nắm giữ đánh lớn được đánh nắm giữ được và cũng không phải suy nghĩ về cái việc ở cổ phiếu cổ phiếu tự nhiên sao ở đây nó có dao động lỏng là nó rơi tại sao nó không có phân phối mà nó rơi rồi đúng cả nha nên là chúng ta phải tìm được một cái phân khúc nào đó để anh chị kiếm tiền bền vững trên thị trường và khi một cái cổ phiếu sóng ngành nó xuất phát lúc nào nó cũng xuất phát từ những cái trạng thái về tái tích lũy cổ phiếu này ở đây là tích lũy đáy không phải tái tích lũy nhớ kỹ em nhé đây là tích lũy đáy không phải tái tích lũy mà một cái cổ phiếu tích lũy đáy nó chưa vào sóng được ở những cái nhịp này gọi là những cái nhịp phục hồi trong một cái quá trình đào trên trong quá trình tích lũy thôi nhịp này với nhịp này chả khác gì nhau đúng không vậy thì anh chị phải tìm cái sự khác biệt chứ mọi người phải tìm những cái nhịp nào để cổ phiếu nó đi lên bền vững chứ vậy thì những cái nhịp đó nó phải đến từ những cái vùng tái tích lũy như thế này là cả nhà thì chúng ta chờ cái vùng tái tích lũy này nếu nó xảy ra đây là siêu cơ hội cho anh chị còn không xảy ra thì nhà ai ấy về đúng không đấy đó lý do tại sao em phân tích cho nhà đầu tư về cái dòng bất động sản là cái dòng gì cái dòng nó bị phân hóa bởi vì các cổ phiếu nó gần như là gì nó có con ở phía trên có con ở phía dưới nó không có đồng thuận và khi đồng thuận như không đồng thuận như vậy thì làm sao mà nó mạnh được ví dụ những cái cổ phiếu này nó yếu nè nó test lại vùng đáy nè tuy nhiên nó là cấu trúc về tích lũy thì thường nó sẽ có những cái vùng giao dịch quanh cái vùng này một thời gian đấy ở dòng này có 55 nè đấy anh chị nhìn nè Đấy, nó loan quanh vùng này một thời gian thì nó mới đi lên được và những cái cổ phiếu này thuộc về tá tích lũy nè thì những cái cổ phiếu này nó sẽ mạnh hơn những cái cổ phiếu kia đấy nhưng mà nó chưa đi lên nó còn tá tích lũy thì thời gian còn lâu đấy trong dòng này thì có dg là đi lên rồi đấy nhưng mà thanh khoản cao nó lại không có điểm mua và khi không có điểm mua chúng ta lại phải ngồi nhìn dg hôm nay cũng ổn này dg hôm nay có dấu rút tăng nè thì nó nó đang tạo một cái dạng mô hình ở đây nếu nó tạo được cái cấu trúc nền phẳng ở đây này cả nhà nền phẳng ở đây nè khi thị trường chung của chúng ta phục hồi mà cổ phiếu nó phục hồi nó tạo được cấu trúc nền phẳng đây nè thì đây là cơ hội cho anh chị để đánh một cái nhịp chạy của nó đấy dòng này thì phân hóa nên là là cái lời khuyên của em là gì là chọn những cái cổ phiếu hàng đầu thị trường thôi chứ đừng có con nào cũng chọn cả nhà ví dụ như là dòng đầu tư công hôm nay có FCN nó bị thảm sát đúng không ví dụ như hôm nay á, buổi sáng tự nhiên thấy có những cái lệnh nó bán sàn cả nhà nó vừa phục hồi cả là em em cho hệ thống tán hết đấy tán đâu đó loanh quanh lỗ một phần trăm Đấy, cuộc chơi nó là vậy. Đấy, khi một cái cổ phiếu mà nó không đi theo đúng cái vận động của mình mong muốn á, thì chúng ta lên kế hoạch về quản trị rủi ro chứ không có đúng sai với nó. Đấy ví dụ như hôm nay em thừa nhận sai lầm. Khi mà thừa nhận sai lầm thì chúng ta làm gì? Chúng ta thu hồi vốn và cái một phần trăm nó nó chỉ đơn giản là gì? Là cái chi phí bảo hiểm em chỉ bỏ ra thôi. Bây giờ em hỏi nhà đầu tư nè, cái làm ăn kinh doanh nào mà không phải bỏ chi phí? Mọi người làm quán cà phê mọi người có phải bỏ chi phí xây dựng quán không? Mọi người mở quán nhậu có phải bỏ không? làm gì cũng phải bỏ hết và thị trường chứng khoán này là cái bộ môn kinh doanh về tiền vậy thì mọi người cũng phải bỏ chi phí thôi nhưng mà cái chi phí trên thị trường chứng khoán nó hay hơn một cái đó chính là cái chi phí này nè đó là chi phí bảo hiểm nhưng mà thường ở ngoài đời anh chị phải mua bảo hiểm cái xe trước rồi mới gì mới được sự mới mới sau này mặc rủi ro xảy ra thì thì cái bảo hiểm đó nó mới đền còn đối với thị trường chứng khoán là gì anh chị mua bảo hiểm sau rủi ro xảy ra anh chị mới cần mua bảo hiểm còn nếu mà chị đúng thì không cần phải mua. Đúng à nha, nó sướng không? À, sướng cực kỳ. Nhưng mà khi nhà đầu tư mua bảo hiểm á thì mọi người có nghĩ là mọi người có mong muốn là rủi ro nó xảy ra hay không? Như em là em không mong muốn đâu anh chị. Không ai mà mua bảo hiểm mà mong muốn rủi ro nó xảy ra cả. Đúng không? Vậy thì của tôi nó là gì? Cứ phải mua bảo hiểm cho chắc tay cái đã rồi mới rồi mới kiếm tiền sau. Nó giống như em hay 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 tư duy trong room cộng đồng nó như thế này nè. Giống như kiểu thị trường chứng khoán là một cái sòng bạc đi và anh chị vào cái sòng bạc thì có một cái quầy bảo hiểm trước đó quầy bảo hiểm nó kêu là gì à, bây giờ ông vào thị trường à, ông vào sòng bạc đúng không ông bỏ một tỷ đúng không bây giờ tôi có một cái điều này cho ông nếu mà ông bỏ cho tôi 100 triệu thì nếu ông vào sòng bạc ông thua hết thì ra đây tôi sẽ bảo hiểm tôi đền lại cho ông 900 triệu lúc nào anh chị có mua hay không vào sòng bạc nha nếu gặp em em sẽ mua bởi vì khi anh chị đã có sẵn sàng cái bảo hiểm rồi thì mọi người tự tin Mọi người tự tin, mọi người sẽ bỏ qua những cái yếu tố lặt vặt đi. Cùng lắm thua tao ra tao nhận 900 triệu đúng không? Cùng lắm thua tao còn 900 triệu. Bây giờ cứ phải chơi và anh chị sẽ cố gắng tìm những cái cơ hội lớn trong sòng bạc để cố gắng kiếm được nhiều tiền nhất có thể bởi vì khi kiếm được tiền rồi anh chị có quyền đem về. Và cái rủi ro cái lợi nhuận trên sòng bạc đó, nó rất cao. Nó cao hơn cái mức bảo hiểm nó rất nhiều. Và thị trường chứng khoán này nó còn hơn cái đó nữa. Thị trường chứng khoán thì nó sẽ hỏi sau. Khi cái rủi ro xảy ra nó sẽ hỏi anh chị là ông có cần mua bảo hiểm không để tôi đền cho đúng không? Thì giả sử như trường hợp này rủi ro nó xảy ra này Thì anh chị chỉ cần kêu là ờ à, thôi cho tôi mua bảo hiểm đi Tôi thu tiền về Và cái chi phí bảo hiểm nó ví dụ như là hôm nay em cho hạ đâu đó loanh quanh 1-2% Chi phí bảo hiểm đó và còn vốn để anh chị kinh doanh làm tiếp Cuộc chơi nó là vậy Nhưng mà khi mà anh chị đánh Mọi người phải tìm kiếm những cái cơ hội, những cái lợi nhuận làm sao Để mỗi lần đúng mọi người phải kiếm được thật là nhiều tiền Đấy ví dụ như những cái cơ hội ở đây nè Mọi người biết là gì À cung lắm bây giờ tao mua bảo hiểm sóng ngành tới đúng không? Ok, tao chấp nhận cuộc chơi, nếu xa tao sẽ mua bảo hiểm, còn không tao sẽ đánh all in để nếu thắng tao phải ăn thắng thật thật là to. Và khi anh chị thắng rồi thì mọi người thứ nhất, không phải mất tiền bảo hiểm, thứ hai là gì? Thứ hai anh chị sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường và mọi người chỉ cần lặp đi lặp lại cái ngành nghề kinh doanh này trong rất rất nhiều năm thôi và cố gắng chọn những cái cổ phiếu trong sóng ngành, chọn những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường và từ đó là gì? Từ đó là lên kế hoạch bảo hiểm cho cái khoảng 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 đầu tư đó là xong. Là xong anh chị sẽ thắng lớn tư duy nó là như vậy chứ còn mọi người ở trong thị trường này có nhiều anh chị vào room em á, từ từ cái chu kỳ đao trên này nè nói một câu tư duy ông toàn rất là hay nhưng mà toàn Là cắt lỗ không à toàn là cắt lỗ không à ví dụ như là thị trường từ nghìn đây rơi xuống nè em nói thẳng với anh chị luôn là em cắt lỗ rất là nhiều nhưng mà được cái là thời đó đánh có 10% phần trăm mà cắt lỗ nó cũng là một cái nghệ thuật trên thị trường này ông nào mà dám tuyên bố với em mà không cắt lỗ thì những ông đó là gì nói chuyện em không chơi em không chơi với những người không cắt lỗ bởi vì những người không cắt lỗ thì thì kiểu gì thì kiểu anh ông cũng sẽ sai thôi bởi vì cái thị trường tài chính này, này thị trường chứng khoán là chúng ta dự đoán về tương lai anh chị chứ chả có bố con nào mà biết trước được tương lai đâu và khi mà chúng ta dự đoán vào tương lai thì mọi người có chắc chắn được cái gì không có một thứ chắc chắn là không có điều gì chắc chắn trên thị trường vậy mọi người phải mua bảo hiểm cho cái sự không chắc chắn đó chứ ông nào mà tự tin kêu là tôi không bao giờ phải cắt lỗ trời ơi cái đó là cái dạ dục nhất chúng ta dự đoán tương lai mà 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 không cắt lỗ sao được ông 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 là là gì thầy bói sao mà biết trước được tương lai đúng không nên là cái việc mà cái tôi trên thị trường nên bỏ đi đấy và quan điểm của em em rất tôn trọng những cái nhà đầu tư dám cắt lỗ dám thừa nhận sai và dám cắt lỗ chứ còn mà nhà đầu tư cứ thấy cứ thấy cắt lỗ là sợ là chạy thấy cắt lỗ là gì là là ní thì không bao giờ mà thành công được thị trường đâu cái đây là khẳng định em nói với anh chị nào nhà đầu tư chết ở đây nè chỉ đơn thuần vì một hai chữ thôi ba chữ thôi gọi là không cắt được lỗ không cắt lỗ mới chết chứ chả ông nào mà cắt lỗ vùng đỉnh mà chết đâu thời đó em cắt lỗ ông pvs 10% phần trăm anh chị anh à, nhầm không phải sorry pvs cái lúc đó là nó giảm 10% phần em cắt lỗ giá nè đấy cắt lỗ đang hoang cái vấn đề là gì sau khi cắt lỗ xong mọi người sẽ thấy sẽ dè biểu ờ à, ông này cắt lỗ ông này đánh dở ông này thua nhưng mà cái vấn đề là gì là em giữ được tiền trong cái chu kỳ này sau khi cắt lỗ rời thị trường và cắt lỗ đó em nói thiệt với anh chị nha để cắt được lỗ vùng nghìn năm thị trường hoặc là trong cái giai đoạn sắp tới thị trường ấp trên á đấy ấp trên mà mọi người lỡ có mua sai mà mà gặp đau trên mà cắt lỗ á, thì nó không phải là sự may mắn đâu cả nhà đấy em đố ông nào mà 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 chưa trải qua đau trên mà cắt được lỗ ở vùng đỉnh á, không có đâu cả nhà ít nhất phải trải qua được hai chu kỳ thì may ra mới cắt lỗ được và phải có một cái phương pháp tỉnh đo bởi vì em nói đơn giản nè vùng đỉnh á, lúc nào anh chị cũng là cái nhà đầu tư khuất đại vốn lớn nhất. Bởi vì sao anh chị khuất đại vốn lớn nhất vậy cả nhà? Bởi vì sự kỳ vọng. Chả có ông nào mà kỳ vọng thị trường rơi mà đánh non in tài sản cả. Nhưng mà đa phần tại vùng đỉnh thì ai có bao nhiêu tiền đánh hết. Vậy thì em hỏi anh chị này, khi cái sự kỳ vọng nó nó quá lớn như vậy thì làm sao anh chị cắt được lỗ đây? Mà trong khi nha, cắt lỗ nó có rất là nhiều cái thú vị. Giả sử như cổ phiếu hôm nay nó nằm sàn thì mọi người kỳ vọng gì? Mọi người bị cứng tay bởi vì nó sàn quá nhanh đi nó không thể nào mà khiến anh chị gì cắt lỗ được và mọi người cứ kỳ vọng là ờ, ừ, phải đợi nó phục hồi nhưng mà nó có phục hồi cho anh chị hay không ví dụ như là 4% phần trăm không cắt nó rơi xuống 7% phần trăm không cắt mà cứ đợi phục hồi thì nó rơi mười hai mươi phần trăm thì lấy gì mà phục hồi nữa lúc đó cắt được không câu trả lời là không nên á, cái sự ra quyết định ở những cái thời điểm mấu chốt mới là cái làm nên một cái nhà đầu tư thành công ví dụ như mắc mini mini đọc tiểu sử của ông anh chị sẽ thấy tốn rất nhiều năm để học cách cắt lỗ chứ đừng có nói chuyện là ở à, lên thị trường này kiểu gì chả thắt chả phải cắt lỗ đâu mua để nó nó lên không có đâu những cái người đó là những cái người gì mới chơi thôi đấy còn mà những cái nhà đầu tư mà đã trải qua rất nhiều những cái cái thăng trầm trên thị trường giống như em và rất nhiều những cái nhà đầu tư thành công trên thị trường đều nói một câu ông nào không cắt lỗ ông đó kiểu gì cũng chết Đấy nên là mọi người đừng có coi thường cái cắt lỗ Cắt lỗ nó là tinh hoa Nó là kinh nghiệm, nó là sự trải nghiệm, nó là sự chấp nhận Nó là cái vứt cái tôi của mình đi để chấp nhận mình sai trên thị trường đấy cả nhà Đấy và em thường xuyên cắt lỗ Đơn giản vì sao? Vì nếu mình sai thì mình chấp nhận cuộc chơi thôi Cắt lỗ giống như kiểu là mình bỏ ra một cái chi phí để kinh doanh thôi Đấy nên là nếu mà cái trường hợp mà thị trường á mà nó không đi theo ý mình á thì mọi người có quyền cắt lỗ không vấn đề gì hết nhưng mà làm sao để tăng xác suất đúng nhất có thể để không phải đi cắt lỗ nhiều á thì mọi người tập trung xây dựng cho em cái phương pháp về sóng ngành bởi vì mọi người thấy không đánh sóng ngành cắt lỗ bao nhiêu đâu đánh sóng ngành gần như không phải đi cắt lỗ đúng cả nhà vậy thì tại sao anh chị không dùng hết tiền mình vào cái sóng ngành để đỡ phải cắt lỗ đấy đơn giản như vậy thôi bởi vì trong sóng ngành 80 phần trăm là siêu cổ phiếu rồi mà siêu cổ phiếu thường không khiến anh chị em phải cắt lỗ đâu đấy đó là cái lời chân thành mà mọi người cần phải cảm nhận thật thật là kỹ đấy cho em không không phải là dân đi chém gió đâu em là dân chuyên đi cắt lỗ trên thị trường này Nói thẳng vậy cho nhanh đúng không thị trường này ai cắt lỗ nhiều bằng em đấy hồi xưa giờ đánh nhiều lắm chị đặc biệt mà hồi xưa mà đánh tay cộng á, hồi xưa mà đánh tay cộng mà gặp cái thị trường sideways em nói thiệt với nhà đầu tư cắt lỗ mà mà nát tài khoản luôn. Nên bây giờ mà chỉ cần mà cổ phiếu nó rụt rịch một cái là xử lý cực kỳ nhanh. Giống như kiểu là khi chúng ta đã có kinh nghiệm, có trải nghiệm đủ rồi á thì mọi người có khả năng ra quyết định rất là nhanh mà không cần phải 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 suy nghĩ nhiều. Em ra quyết định nhanh lắm, chỉ cần gì? Chỉ cần cổ phiếu mà nó lít nhít lúc chút mà nó không đạt những cái kỳ vọng của em là tự nhiên là không thấy nó trong tài khoản dẫn đến một tình trạng là mình cứ tỉa cỏ trồng hoa liên tục như vậy đến cuối một cái chu kỳ sống, anh chị sẽ dành một toàn là siêu cổ phiếu không mọi người có tin không đấy không tin mọi người dở lại dở lại cái tài khoản của mình xem coi nếu anh chị ở trong hệ thống của em ạ à, thì có phải là bây giờ toàn giữ những cái siêu cổ phiếu hay không đó là cái nguyên lý quan trọng trên thị trường mà anh chị cần phải nhớ cắt lộn hay hôm nay tâm sự hơi nhiều bởi vì thị trường thời điểm hiện tại không có quá nhiều điều để nói nên là em chia sẻ cho anh chị những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm cũng như là những cái góc nhìn về những cái phương pháp trên thị trường để giúp cho nhà đầu tư thấu hiểu hơn chứ không có ý gì anh chị nhá rồi nếu mà mọi người thấy hay á mọi người cho em một like và một đăng ký kênh đấy ai chưa comment thì comment giúp em là gì hay để làm gì em sẽ làm tiếp những cái video tiếp theo hay hơn nữa và em có hỏi cho anh chị một câu như thế này nè Đối với thị trường Đôi khi hôm qua mình ngồi mình nghĩ Mình suy nghĩ Suy nghĩ rất là Có những cái suy nghĩ cũng hay cả nhà Em suy nghĩ là à Bây giờ mà tổ chức dòng tiền thông minh Mà anh em bán cổ phiếu ra Rồi cầm tiền để làm cái gì Đôi khi mình suy nghĩ Ngay cả bản thân mình bây giờ cầm tiền Bán ra để làm cái gì Hồi xưa gửi tiết kiệm á thì nó lãi suất cao gửi được chứ bây giờ tiết kiệm có gửi được không? Không, dòng tiền thì nó mang tính chất là thông minh anh chị nó sẽ chạy về chỗ trụng chứ nó chả có bao giờ mà chạy vào những cái chỗ mà 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 trên cao đâu đấy lúc nào chỗ trụng nó chạy vậy thì kênh gửi tiết kiệm bây giờ là gì gửi tích gửi tiết kiệm không được rồi này dòng tiền hay là anh chị mua bất động sản càng không luôn nó thiệt với nhà đầu tư bây giờ mua bất động sản gì nữa đúng không thứ ba hay là anh chị mua trái phiếu trái phiếu cái gì trời ơi trái phiếu người ta còn bóp đúng không hay là bây giờ mọi người bỏ tiền rút tiền ra để để mở quán nhậu làm ăn kinh doanh trời ơi đang là chu kỳ suy suy thoái kinh tế nhu cầu nó không có vậy thì cái dòng tiền thông minh nó chạy về đâu cả nhà em em không biết chạy về đâu luôn mọi người thử nghĩ coi bây giờ anh chị bán ra rồi cũng phải bỏ tiền vào lại thị trường chứng khoán thôi tiền nó chỉ có nhiêu đó thôi không có chỗ nào làm ăn kinh doanh nó phải tập trung về đây hết nó giống như cái covid hồi xưa cả nhà tiền cất chả làm gì thôi chạy vô thị trường cho nhanh thị trường là cái nơi làm ăn kinh doanh tốt nhất nên là gì? nên là khi thị trường mà nó cổ phiếu nó chạy à nhầm tiền dòng tiền á nó thông minh mà nó chạy vào cái kênh đầu tư như thế này này với cái kỳ vọng lớn như vậy thì mọi người đừng có lo về 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 thị trường cho khổ lắm đấy quan điểm của em là đó là cái tầm nhìn tầm nhìn thì mọi người phải xác định được cái tầm nhìn rõ ràng và tránh những cái trường hợp là dựa vào tầm nhìn của để của chúng ta để chủ quan cái ví dụ như em không chủ quan em vẫn đánh vẫn quản trị rất là tốt danh mục của mình đấy và khi mà chúng ta không chủ quan như vậy chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn khách quan chủ quan khác khách quan nhé khác nha khi mà anh chị chủ quan á mọi người sẽ không khách quan nhưng mà mọi người không chủ quan anh chị sẽ khách quan và khách quan mới là cái quan trọng nhất nhớ kỹ nãy khách quan đi em suy nghĩ đơn giản như vậy không biết là anh chị có câu trả lời nào hay hơn không bây giờ anh chị bán cổ phiếu ra để làm gì đấy mọi người comment phía dưới giúp em coi bây giờ bán cổ phiếu ra để làm gì rồi cùng sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán mà thôi đúng không đó là cái câu nói của em ở trong bối cảnh thời điểm hiện tại rồi thôi Um, video hôm nay xin chúc quý anh chị một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả và em rất kỳ vọng thị trường trong tuần này nó sẽ tiếp tục phục hồi để các dòng cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó tiếp tục còn bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại thì nó sẽ tiếp tục sideways, sideways nó có thể là à, ở vùng này nó sideways hướng xuống sau đó nó quay trở lên à nó xây dựng lại xung lực nó sideways đi ngang thì sao thì lúc đó lại mở ra một chu kỳ sóng mới thì lúc này á cơ hội nó lại xuất hiện cho nhà đầu tư. Đấy đúng không cả nhà Nên là mọi người đừng có bi quan trong cái bối cảnh thị trường nó ảm đạm thế này Mà mọi người phải cố gắng tìm kiếm cơ hội Và cố gắng trau dồi kỹ năng kiến thức của mình Để cùng nhau phát triển trên thị trường này Và em nói thẳng luôn anh chị Kiếm tiền trên thị trường này chưa bao giờ là dễ cả Chưa bao giờ là dễ cả Và dòng tiền á Thị trường tài chính nó chỉ là cái công cụ Để luân chuyển tiền từ những cái ông Thiếu trình độ kiến thức Sang những cái ông có trình độ kiến thức thôi Chứ bản thân nó không tạo ra giá trị thặng dư mà nó chỉ là cái công cụ để dòng tiền nó dịch chuyển thôi nên là mọi người phải xây dựng cái đầu của mình trở thành một cái chỗ chủng trở thành một cái nơi để hút tiền đấy đơn giản vậy thôi và khi mà anh chị xây dựng được một hệ thống phương pháp một cái nơi để hút tiền rồi á thì tiền nó sẽ tự chạy về không sớm thì nó sẽ tự chạy về với quý anh chị đấy đó là cái quan điểm của hệ thống ông toàn vlog rồi em xin chào tạm biệt mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé